thì đặc biệt một cái bệnh lý viêm gan giữa mạng tính với lại một bộ phận tâm thấy á, là một á, là người ta quan sát cái quá trình mắc bệnh của một dân mà người ta để cái bệnh lý nó diễn ra một cách tự nhiên không hề có can thiệp cái điều trị vô, hay nghiệp chưa, và người ta thấy là cũng là lùn một số trường hợp đấy để tận phục hồi và cái việc phục hồi luôn dịch lại tức là dịch cũ á nó sẽ tự động và sạch ra, đó là dòng bên thải đó, hoàn toàn không can thiệp cứu cái điều trị nào đó. Thì từ cái dịch mãn tính này thì thường mãn đau mà người ta không có một hồi có một cái triệu chứng cơ năng hoặc thực thể gì cho thấy một cái tình trạng viêm cấp tính đã từng xảy ra trên bệnh nhân, và cái này là mình gặp bệnh nhân mình cũng muốn mình có những trường hợp này. Cái thứ hai, một số người đó, các bạn số bệnh nhân đó, người ta mô tả với mình đó là trước đây người ta thỉnh thoảng theo kiểm tra và nó không đi theo chu kỳ tự động của động tài và tiết dịch, và người ta thấy cái dịch này thì nó có mùi nhưng mà nói chung là không phải là thối, hiểu không, nó có mùi hơi khó chịu nhưng không thối, và người ta cũng không điều trị gì, người ta tự động người ta cứ thậm chí có những người là để sẵn cái bông chứ mà là đúc lại, hiểu không? Tức là người ta để sẵn cái bông ở ngày kia dưới đáy của cái tay ngoài là nó hút, hiểu không? Tức là nó tự động hút bông nó rồi cái một đêm người ta hay nhiều lần. Thì con các bạn rất là dễ sợ, tôi không tin, tôi nghĩ là bệnh nhân nói vậy thôi chứ mình đâu kiểm tra, hiểu không? Và đây là sau này mình kiểm tra đó, thì may mắn là một số đồng nghiệp này, hiểu không, những cái chị y tá điều dưỡng á bị á mà nhìn thấy mà sáng rất là lạnh, mới đầu á thì dịch vào vàng chân hơi lạnh chút xíu, nó giống như cái dịch mà không biết ở đây có ai rút dịch thấm vợ chồng với cái lao rút dịch lao vào phổi á, thưa người dân, nó dịch vào vàng chân hơi lạnh chút xíu, nó giống như cái dịch ở cái chị tự nhiên đó, giống như là cái gì mấy bạn hay cứ pha cái bạn uống thay đẹp con á, cái viên hay đẹp con sủi bọt á, cũng pha cái vậy á, thì khi pha cái khoảng thời nửa nước trước thì nó ra được cái mặt như vậy đó, tức là vàng như vậy đó, rồi sau lâu dần con dần cái nước dịch nó càng ngày càng cách đi trong trở lại rồi tổng hết, tức là nó có tính chu kỳ vậy hoàn toàn không bị chậm gì cả, và người ta thấy là cái tỷ lệ mà thì ở cái đứa trẻ đó là dưới ở đây thì nó tính là mình 2 tuổi, nhưng hiện giờ nó nói là dưới cấp dưới 10 tuổi, và ở người lớn thì 1% này là thống kê khá lâu, hiện giờ ở người lớn có khả năng lên tới 30%, hiểu không ạ? Người ta không thể điều trị luôn và thường gặp nhiều ở những cái vùng mà dân mật độ dân cư dày, mà những cái người nó cũng sống sống thấp và nó hàng năm nó cứ xảy ra cho cái mùa như thế này. Nó ẩm lạnh là nó bệnh. Nhưng mà đặc biệt, mặc dù mình thấy là thời tiết thì nó có tính cách đó là nó thái thái bệnh lý, nhưng lấy những cái dịch này đi kiểm tra thì đa phần có một số trường hợp là nó ít trùng, hiểu không? Và nó thường là những trùng thì nó chỉ là sẽ nó thì thông thường thì người ta thấy nếu mà diễn tả cái kiểu mà viết chữ xuông thì nó nói là tình trạng nhiễm trùng không hết trên nó cứ qua lại này, nhiễm trùng không hết trên nó có trường hợp mấy bạn thấy có một trường hợp mình nghẹt mũi nhiều quá, nhảy mũi nhiều đó mà cái mình sụt sịt cái các bạn thấy cảm thấy vậy tan mù đúng không, tan mù mà nó có điều trị hết dài quá nó kiểm tra cho nên nó là rối loạn chức năng mà nhiễm cứ qua lại. Nếu mà đề kháng cơ thể mình có phải chút xíu nữa, hiểu không? Nếu đề kháng cơ thể mình chính bản thân mình thôi, tháng trước không sao nhưng tới tháng này đi ra chị thì nó sẽ gây ra trường hợp là tiết dịch ra như thế này, theo kiểu chưa? Và mình cứ lặp đi lặp lại như vậy, và người ta chỉ nhớ cái này cũng khi nào để bạn vẫn cứ làm liên quan những cái tiết dịch ngay trên cái nào tới rồi kéo dài hả? Kéo dài có gì không? Đau khổ gì đó mà là thấy bệnh lý kéo dài quá đau khổ gì đó cũng ngủ đúng rồi cái gì ạ thôi gì thôi đúng rồi thông thường người ta sợ nhất là cái gì
Em hiểu chưa? Cái dịch các thường nó có cái đổi mùi rất là khó chịu. Thậm chí cái bạn có những cái mùi nặng mùi, không phải là nặng mùi, sorry. Cái dịch của cái tai chảy ra tới người cái bên của nghe. Em hiểu chưa? Các bạn nghe thì mất rồi đó. Thì thường chỉ có cái đó, người ta mới tới chứ mình. Em hiểu chưa? Sai khác với cái viêm tay giữa cấp. Thì chúng ta sàn sao? Đầm rộ rất là lớn. Các chị không? Và cái cuối cùng mặc dù không muốn nói nhưng mà thực tế là thường xảy ra bệnh nhân Việt Nam mình mấy bạn biết gì không? Bây giờ bắt đầu tôi có để ý tới sức khỏe ta, hiểu không? Kiểu chưa? Bắt đầu lên đây sống ở thành phố có điều kiện chăm sóc sức khỏe hơn thì nó là sẽ lưu ý vấn đề đó. Nên kiểu chưa? Chứ nếu mà người sống người ta cứ vô người ta lướt vô và người ta có cái nguyên nhân gây bệnh như thế này, các bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng qua ví dụ như cái VA, có nhớ mà cái VA của các chị trước mình nói trong những cái đứa trẻ mà nó chưa tới 6 tuổi á, tôi kiểm tra thì VA nó rất là dễ sợ, cho nên một số bác sĩ nhi đề nghị phải nạo VA đi chứ không coi nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý này, từ cái họng nó đưa tới cái tai và đứa trẻ về cái phần mà ngũ quan nó sẽ bị sao ạ? Tai nó bị giảm thính lực, cái gì nữa, họng nó đau, giảm giọng nói, được chưa? Thậm chí có những đứa là vừa thì có là viêm mũi gì cũng thôi. Thế nhưng mà rất là nhiều người hiện giờ vô cái thời tiết này cũng mất mùi luôn, mà cũng không lung tâm thấy cãi không, giờ nó thở được lại cái gì, thôi được chưa? Nhìn xung quanh sao, môi trường nó luôn sao ô nhiễm. Vậy cho nên những cái này mới là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp trên cứ đi qua đi lại như thế này, từ cái viêm mũi cái phù này thì nó cũng ảnh hưởng tới thông khí của tay nữa, từ cái VA quá phát cái tích tụ dịch nhầy quá lúc nào cũng có cái dịch đó, là vì tay của họng nó sao nó thông nhau, các bạn hiểu không, là cái dịch nhầy là chỉ khi nào mà nó có đủ vi trùng theo kịp chưa, để nó bộc phát thành cái ổ viêm thì mình mới thấy triệu chứng lâm sàng. Tất nhiên cho mấy bạn thì mấy bạn lưu ý đây là một cái vòng lẩn quẩn bệnh lý mà từ cái bữa mà mình học từ cái bài viêm mũi dị ứng điều trị học xong thì mình học tới bệnh lý này, theo kịp chưa, nó tới cái trường hợp viêm xoang, nó tới cái viêm họng, mấy bạn có thấy không ạ? Nó không biết người ta bẻ chỗ này hay chỗ nào, và khi mà áp lực khi mà mình học cái vụ xương đe xương múa đó, theo kịp chưa, những cái hồi vậy khi mà cái áp lực âm này nó thay đổi thì nó thay đổi những cái niêm mạc thay đổi thì tình trạng nhiễm trùng trên một bệnh nhân ngày càng gia tăng. Người ta coi là cái niêm mạc thường xuyên viêm bệnh nhân đó, các kiểm tra thì các bạn quan sát rất là đơn giản là nếu nó nằm nhảy mũi ngoài cái mùa này đây, cứ bật cái đèn pin lên soi vô cái lỗ mũi của mình sẽ thấy cái cú mũi gì đây mà cú mũi gì mình thấy được đúng rồi, cú mũi nữa. Khi nào mà mấy bạn nhạt mũi trong lúc cảm nghiệm bật ra thấy liền, cho kiểu chưa, cái cú mũi giữa so với hai bên, cái bên nào nhạt nó sẽ hình to hơn. Nhưng mà đặc biệt khi nó viêm, nó không phải sưng đỏ, cho kiểu chưa, phù nề thì có, coi thì sẽ thấy là nó lắp hết, gần hết bên. Cho nên cái bên mà mình nhìn thấy nó lắp hết, nó bị gì? Nghẹt mũi, theo kiểu chưa. Cái thứ hai là gì? Màu sắc lúc bây giờ thường nhợt nhạt, mấy bạn nghe không? Viêm phù nề có nhưng niêm mạc thường là nhợt nhạt trong những trường hợp này, theo kiểu chưa, chứ không giống như những cái trong cái đường học của mình thì thường viêm nó sẽ tăng sinh thành máu, đúng không ạ? Được chưa? Đặc biệt là niêm mạc mũi như thế này ấy, thì nó nhợt nhạt và nó làm cho cái niêm mạc phù đó nó mỏng manh hơn và sao nó dễ bị tổn thương nhiều hơn. Như vậy cho nên cái chỗ cái dịch tiết nó ra liên tục như vậy, mình có mới học được cái bài ngày hôm nay là viêm tay để nó tiếp tục. Được chưa?
cái này là mấy tài sản nó, thì cái này là nhắc lại của năm thứ năm thôi. Cái việc chơi nó giải thích những cái hiện tượng và những cái yếu tố thuận lợi để làm những cái bệnh lý này nó xuất hiện. Cái việc chơi cho nên hiện giờ đó, tại bệnh viện tôi đó, thì ở bên tay mũi họng nó rất là chịu hợp tác với bên đông y. Tôi kiểu chưa, tại mình có thấy đúng với cái ông mà viêm mũi mãn tính, viêm xoang mãn tính, viêm họng mãn tính là đẩy hàng hôm nay. Chứ nó chữa hoài nó cũng ngại, tại không để đánh kháng sinh suốt. Tôi kiểu chưa, tại nó vừa đánh hết là kháng sinh đã đẩy qua đây. Và cái nữa thì bây giờ ở bệnh lý tiêu hóa nó cũng chuyển qua lên rồi. Kiểu chưa, bữa trước khi gặp phải viêm họng tôi muốn nói với bạn tình trạng trào ngược rất là rõ ràng. Và khi mấy bạn đi ra ngoài thực tế lâm sàng thì mấy bạn sẽ thấy cái hiện tượng trào ngược cái dài dài thực quản này, đây là một trong những cái vấn này của duyên khoa tai mũi họng, nghe kịp không ạ? Nó sợ lắm luôn, nghe kịp chưa? Tại vì sao? Cái này không phải là viêm, phải xin lỗi, cái này có vi trùng đúng không? Nhưng mà đa phần cái triệu chứng lâm sàng y như là cái nhiễm trùng, vì vậy cho nên hầu hết tất cả bác sĩ đều sao ra sức làm gì với bạn, làm gì nhiễm trùng thì sao, nghĩ là nhiễm trùng thì sao, kháng sinh đúng rồi, đánh kháng sinh kháng viêm thì điều gì xảy ra, có rét gì vậy, rét gì vậy, còn gì hay hơn nữa, rét gì vậy, còn gì hay hơn nữa, đúng rồi, nó làm đường thuốc nhưng mà nó có chuyện gì xảy ra khi làm đường thuốc như vậy, kháng thuốc còn gì nữa. Nó đang nó trào ngược kìa, nó đang trào ngược kìa, cái gì xảy ra kìa, nó kháng kháng sinh rồi, ví dụ nó đổi viêm hả, cái gì vậy, nghĩ ra cái này chắc chắn còn không có nội khoa mà cái nói cho mình nghe cái bụng trào ngược, đây là một trong những cái mà nếu mà thầy thuốc lâm sàng á hiện giờ bên tiêu hóa nó gặp rất nhiều mấy bạn, nhưng mà có điều là tiêu hóa và hô và tai mũi họng không bắt tay nhau để làm cái nghiên cứu lâm sàng để coi vào cái hướng điều trị, tại vì đây sẽ biết là nếu mà mình đánh riêng một cách quá đà theo kịp chưa thì làm cho cái cấu trúc và cái dịch ở trong nội tại cho cái dài dài á theo kịp chưa nó thay đổi, theo kịp chưa, như vậy cho nên thay vì nó sẽ có đầy đủ những cái men vân vân để mà nó tiêu hóa thức ăn, theo kịp chưa, tại này nó bệnh viện vi trùng thì cái điều gì xảy ra, nói gì xảy ra, nói gì thế con, đúng rồi, nói chết luôn ấy cũng có lợi luôn ấy, trên đường tiêu hóa, theo kịp chưa, mấy bạn cố gắng tập trung cái này nó cũng khó hơn trong cái bài lý thuyết nó có nói, nhưng mai mốt các bạn sẽ gặp rất là nhiều, các kịp chưa, và bây giờ dùng như nếu mà thật sự ở đây các bạn đã từng đi trong sàn, các bạn đã từng thấy bệnh nhân điều trị, nhất là bệnh nhân trung niên tới tuổi lớn á, tới người già luôn á, người ta điều trị thì nhiều khi mình cho uống có hai bài này cũng là bệnh nhân, các bác sĩ ơi bây giờ đang uống thì nó đỡ đó, nhưng mà bây giờ tiêu giải quá rồi làm sao, theo kiểu chưa, luôn luôn tức là chưa hết được cái bệnh chính là nó lập tức nó xuất hiện cái bệnh phụ, và cái này tái đi tái lại thì mình mới biết được là trào ngược dạ dày và thực quản nó làm cho luôn cho những cái yếu tố thuận lợi để thúc đẩy cái bệnh lý của đường gì, đường tai mũi họng nó ra rồi mấy bạn ơi, theo kiểu chưa, mình soi họng mình khám họng mình đều thấy là niêm mạc của họng theo kiểu chưa sẽ bị sung huyết, bị phù đề, bị lở loét, nhưng mà lấy cái dịch nó đi kiểm tra ít khi nào mình thấy có trùng nhiều lắm, nghe kịp không ạ, cho nên có phải không cái điều trị của mình đó là quá tay trong những cái trường hợp này trong cái bệnh viêm say thì có tiết dịch. Thế thì chưa? Trước đây đó, thì những cái nhà lâm sàng đó, thậm chí những cái nhà nghiên cứu về vi khuẩn thì nó coi như không cần để làm cái dịch này. Tuy nhiên bây giờ thì nó phát hiện có.
cái phần nào có ở trong cái này tôi không nói nha, nhưng mà tôi đang học với mấy bạn. Hồi nãy tôi nói là không có nhiều vi trùng vi khuẩn thì cô sao giờ không ghi vậy? Sao bây giờ ở đây trước kia người ta thấy không có, nhưng mà bây giờ nghiên cứu gần đây thì cho thấy là có khoảng từ 30 tới 50 trường hợp có vi khuẩn qua trường là trái tố. Sao trời ơi, hồi nãy nó có mà sao giờ có vậy? Nói những tiếng bình thường nữa thì không có, nhưng bây giờ bắt đầu có rồi đó. Và cái vị trí may mắn cho mình thì thường mình nó rất là ít, tối đa chỉ lắm nó khoảng 10% thôi, chứ nó có nhiều cho mình chết với nó đó. Thế kịp chưa? Thế tại sao vậy mấy bạn ơi? Tại sao bây giờ có vậy? Tại sao bây giờ có ta? Không có bạn nào. Vì sao này mấy bạn nói gì như này? Có những cái mà trong lý thuyết người ta không mô tả nổi. Người ta thấy người lý thuyết không sai, nhưng mà trên lâm sàng người ta không hiểu hết về lý thuyết để ta điều trị. Thay kịp chưa? Và hồi nãy bắt đầu vô cái bài đây nửa tiết dịch thì tôi nói là hay cái dụng này mình làm được, cho nên mình sẽ nhấn sâu vô cái này để hàng y học cổ truyền nó phát huy tác dụng. Thay kịp chưa? Nhưng hiện giờ mặc dù là có điều trị ok, nhưng vẫn không có tiếng nói, vì mình chưa có làm cái công trình nghiên cứu nào để về những cái này đó, vì nó có tính là đứt. Thay kịp chưa? Mình thấy rõ ràng là có trùng, mà trong cái thuốc của mình nếu mình có cái kháng sinh thực vật thì chẳng hạn đi, thì cái liều mình vẫn chưa có trùng, hiểu không? Thì mình đánh thuốc thì có vẻ sao? Không có sao? Không có đúng luật đó nha. Đánh kháng sinh là phải đúng đúng liều, chứ không phải tính gam như cái kiểu mà mình học lên những cái 8 gam, cái 12 gam vậy, hiểu không ạ? Thế kiểu nha. Thế tại sao giờ nó xuất hiện vi khuẩn mấy bạn ơi? Thế câu này để dành cho mấy bạn học đi, được không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Trời ơi, lúc nào nghe nó cũng bị run chứ, khó nghe không? Ở con nít á, thì dấu hiệu lâm sàng á, thì mới có cảm giác là bức rất khó ngủ. Thế kịp chưa? Nó quay cái tóc thì có cái đụng tay này, nó mướn mà nó gãy cái được. Cho e, cho nên trong cái giấc ngủ của những cái đứa trẻ đó, thì nó cứ xoay trở bức rứt, nhưng mà lại thấy là nó chỉ hay khóc giật mình ban đêm thôi, chứ không phải cái bức rứt vật vã của một cái viêm tối chất. Theo kiểu không mấy bạn, và khi ta khám á thì người ta thấy là nếu mà có cái đèn soi vô tai mấy bạn, thì mấy bạn sẽ thấy cái màn nhĩ mình nó thấy nắp vô vậy nè, được chưa? Khi nó có dịch nhiều thì nó phồng ra, còn khi mà nó ré ra cho mấy bạn thì cái màn nhĩ nó phồng lên, nhưng mà khơi khơi thì nó lỏng xuống. Nó lỏng xuống mà nhìn thấy rất là rõ. Và ở những cái trường hợp á mà nó bị tái đi tái lại nhiều lần á, nhất là trên người trưởng thành á, thì mình thấy cái màn nhĩ nó nhúc nhích vậy đây. Mình có kêu ta là a hay là làm cái gì, hiểu chưa? Và mình làm luôn cái nghiệm pháp luôn thì mình vẫn thấy cái màn nhĩ nó gần như là sao không có nhúc nhích vậy chứ. Theo kiểu chân và cho chụp hình những cái màn nhĩ trong những trường hợp này thì nó có hiện tượng co kéo rất là khó chịu. Vậy thì mấy bạn ơi, trên lâm sàng thì thường theo các bạn vậy thì những cái sức nghe chúng ta có gì giảm không? Sức nghe khi làm cái đứng thực đồ và rõ ràng có giảm, nhưng bệnh nhân thì thường không ai đa phần phiền hà để khả năng nghe. Tại sao không ai đến khám vì lý do là tôi nghe ít không bác sĩ? Ta đau quá, bạn mình nói tại ta đau quá, có ai có ý kiến gì không? Đúng rồi, mình có hai ngón tay cho nên nó cứ nghe bệnh cần khổ gì nữa không? Nó có rất là thú vị. Sao không ai cũng thấy ai cũng khám nói tôi là nhận nghe giảm quá. Và còn tôi khám ra rõ ràng là do viêm dây dẫn tiết dịch tốt. Và thường là những người trẻ người ta đến khám vì lý do là cái dịch ra khó chịu, cái mùi khó chịu, thấy kịp chưa? Dịch ra cái phiền phức và nhìn thấy có vẻ là không học vệ sinh, tại lúc nào ta cũng nhét một ngọn. Nhiều khi con ngơ thai nó nhìn thấy nó chắc chắn như ghê lắm mấy bạn. Mà thì cái tội mấy người đó lắm,
thậm chí á là coi như đó là người ta lúc nào ta cũng đi bà bảo cử người ta ghét nhắc rồi nè, mà có đứa cô quan sát sinh viên của cô cứ phải 15-20 phút mà mình gặp nó bị đó thì nó phải thay một lần, còn không đó là nó phải chạy rồng rồng ra vậy đó, rất là nhìn mất là quốc mỹ vậy đó, rất là sợ. Mà cái dịch đó thì sao mấy em? Thứ nhất là chạy ra thì nó không bị, cái thứ hai nó là cái môi trường thuận lợi đó cho vi trùng ngoài nó xâm lấn vô á, hiểu không? Nếu mà đi dụng dịch không quốc mỹ á theo nghiệp cho nên rất là dễ sợ với bạn. Nhưng mà người ta không đấu vì cái khả năng giảm cái khả năng nghe, vì hiện giờ đa phần cái khả năng nghe của người trẻ giảm đi rất nhiều. Mấy người trẻ biết không? Thấy không? Có những cái thói quen rất là không lành mạnh của mình, nhưng mà bây giờ mấy chung sẽ gọi là em nghe nhẹ theo một bài hàng xóm học chung với em, có phiền phức quá, hiểu không? Ví dụ như bây giờ tôi thấy con tôi ở nhà tôi đã thấy phiền phức, tôi cho em nghe đi ở nhà, mà tôi đã thấy phiền phức, biết sao? Tôi nghe không được nhạc nữa. Nó nhạc nó không mà tôi ngồi tôi nói đời, cái nhạc gì mà không hiểu là sao mà nó nghe được, hiểu không? Nó nói nếu mà mẹ sợ phiền phức thì không gắn vô bài, hiểu không? Nghĩa là rất là khó khăn. Và giờ cái vô đó nó học bài hay gì nó không thể nào nó dạy nhạc như vậy, nó cứ gắn bài cái phone vô lỗ tai đi thầy nghĩ chắc đang học, đúng không? Không la chứ nó chạy ra lại sớm hết á. Cho nên hầu như tất cả những sinh viên đến với tôi, có một lần tôi thử cho đo tính lực chơi cho một cái nhóm sinh viên ngoài một cái điều rất là bất ngờ, và hầu như ở trong cái đợt đó là gần 200 em của các đối tượng đi từ đi 6, đi 5 và đi 3 thì không có đứa nào có sức nghe 8 phần 10 chứ mấy bạn. Em trung bình nó ở khoảng 5-6 luôn. Thế được chưa? Mà trên cái tổng số mấy cái bạn mà bị cái sức nghe còn khoảng 5-6 đó thì chỉ có chưa đến phân nửa là nói của bệnh lý tại chỗ như là viêm mũi, viêm tai, còn mấy người kia không có. Và khi hỏi thì phát hiện ra một cái là thường xuyên đeo tai nghe có bệnh, ngoài ra không có gì hết. Và đây đó là một trong những cái lý do mà khiến cho bên tai mũi họng nó đặt ra câu hỏi là có lẽ hay là tại vì cái mất tính lực này nó nhẹ nhàng quá, em hiểu chưa? Cho nên bệnh nhân thường không có đến với mình vì lý do là thắt giảm tính lực. Chỉ khi nào mà hai tay nó bị ảnh hưởng qua và sức nghe nó càng ngày càng giảm theo tuổi tác, theo hiểu chưa? Thì lúc bây giờ người ta mới đến vì lý do là sức nghe giảm rất là nhiều rồi và hầu như những khả năng phục hồi đây những cái giai đoạn đó được, không còn quá những gì hết ở những cái người khá là lớn tuổi như vậy. Và mấy bạn nhìn thấy cái màn nhĩ của hai gái đó thì cái giai đoạn đầu của mấy bạn nó còn trẻ, nó còn tiết dịch nhiều, nó có khả năng về, nhưng mà giai đoạn sau đó, thì ngó trên thực tế thì mấy bạn sẽ thấy cái màn nhĩ nó nhúng gió, nó teo tớt lại trên được cho. Và nhìn trên cái màn nhĩ người ta đánh giá được, có khả năng đánh giá được khá nhiều về cái tính lực của bản thân cái người được đó. Và đây là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Thế kiểu chưa? Thì người ta thấy thì chắc lẽ là một trong những lý do khiến bệnh nhân có đi dọn đến khám mình như thế này đó. Để hơi hơi như vậy đó thì trong vòng vài tháng gần trơn hơn nữa là bệnh đã tự động quá hả? Không cần chỉ nghe kịp chưa? Của viêm đây giữa tiết dịch. Và đây là một trong những vấn đề rất là khác so với viêm thay giữa cấp. Được không các bạn? Viêm thay giữa cấp thì sao? Nó sẽ đưa tới những biến chứng rất là dễ sợ. Còn ai thì không có. Và 30% kéo dài gần hết năm. Nó hết chưa? Và nhìn càng ngày càng hết. Tới lúc nào nó tơ mơ, nó tiêu dịch, người ta không nhớ là cái dịch đã hết từ lúc nào. Cho dù người ta không bị trễ. Thông thường thấy cái đối tượng này gặp rất là nhiều ở những người ở miền xa, miền ở trong quê hay là cái nơi mà có cái mức sống thấp, và 10% thì tồn tại rất là lâu. Chứ là những bệnh nhân mà đến khám với tôi trên bệnh viện, có những người ta nói thôi bác sĩ ơi chữa khác đi, cái vụ này quen rồi, bị lâu rồi mà cũng không có sao. Hồi đó giờ nó cũng vậy, và mấy năm nay cũng vậy, thì lâu lâu thấy biết nhiều chút xíu
thì tôi phải thấm, tức là tôi phải nhét vô ngoài, còn để bên khơi thì nhiều khi cũng không thấy ra, cũng không có gây phiền phức gì hết, và tôi cũng không quan tâm. Cho nên đó là mình tình cờ phát hiện cho bệnh nhân, chứ bệnh nhân hoàn toàn không có chủ đích để điều trị cái này. Nghe hiểu không các bạn? Nên thực ra đó là một điều rất là thú vị, rất là điều thú vị. Cho nên một vài cái công trình nghiên cứu của anh chị ấy, về những cái bài thuốc để điều trị cái thế này đó, thì gặp một cái trở ngại rất lớn ở bên học mình lại. Nó bình thường, bình hết mà. Hiểu không? Uống thuốc kia cho tà la, tà lung thấy không? Khi mà mấy anh chị nói là thuốc với chị em mình cái kết quả đó, có phải nó trùng với cái lúc mà mình chân tự hết bệnh không? Hiểu không? Cái đó là khó nói. Hiểu chưa? Và người ta nói là cái này đâu cần điều trị. Nó do cái sức khỏe, cái đề kháng của từng người. Nếu cái đề kháng ok thì cái dịch người ta sẽ tự hấp thu trở lại và nó ổn định. Theo kiểu chưa? Và nếu mà bệnh nhân này không phải là phải làm có bệnh nền mà phải nằm điều trị tại bệnh viện thì không phải vì đó mà nó quá quá nó gây những cái nhiễm trùng cơ hội. Ha, thì không biết là. Nhưng mà rõ ràng cái biến chứng là nó nghe kém là thường xuyên xảy ra gần 60% tới 65% trên lâm sàng. Còn khi mà nó sụp xuống tay giữa thì đây là một trong những cái mà tôi đi nghiên cứu thấy được là quan sát cho tất cả những bệnh nhân trên 60 tuổi đến khám vì bất cứ lý do nội khoa nào đó nhưng mà không phải là một bệnh lý tay không? Hiểu không? Khám thăm dò cho những bệnh nhân đó và khi thấy được những cái sụp thỏm tay giữa như thế này á thì mình hồi cú lại bệnh nhân á thì người ta kể cho mình nghe, em kiểm tra. Và người ta đặt thường nó ở cái tuổi đó rồi thì sức nghe của người ta sao? Cũng sao? Cũng giảm do những cái bệnh lý nội khoa khác. Hiểu không? Và rất là khó đánh giá được đó là cái này do cái biến chứng của cái viêm tay giữa tiết dịch hay là chung với những cái bệnh lý khác được không? Hiểu không? Đó là một trong những cái mà luôn luôn gây khó khăn cho mình trong cái quá trình khuyên bệnh nhân lên điều trị tích cực. Đây là những cái dạng tiến triển của quá trình sơ nhị tùy cái giai đoạn, hiểu không? Giai đoạn ở bên cái góc ở bên trái và bên kia đối mặt theo việc trên, nếu mà dưới mặt nhìn lên và đi theo cái kiểu từ trái qua phải xuống trên, đó là cái giai đoạn từ cái nhẹ nhàng tới cái sơ hóa toàn bộ ở cái hầm phổi thôi, cái góc bên phải này theo việc trên. Và thường ở cái góc cuối cùng này thì người ta thấy cái sức nghe bệnh nhân giảm cùng gần và bệnh nhân sẽ có trường hợp là bắt đầu lẫn nghẽn. Thì cứ thường là ở những bệnh nhân già đó, thì mình loại trừ những cái ngay tuổi tác gây qua. Theo kiểu chưa? Có một số bệnh nhân mà trẻ, tức là trẻ nó đi chứ khoảng 40 thì sức nghe người ta giảm rất nhiều. Theo kiểu chưa? Người ta giảm rất nhiều và ta rất là phiền hà về cái tình trạng này. Theo kiểu chưa? Thì một số người đó thì hiện giờ là có nhưng mà vẫn còn là coi như là cái ngày hiếm đó các bạn. Người ta sẽ bỏ cái nhĩ này đi, người ta sẽ làm những cái phá nhĩ nhân tạo, hiểu mấy bạn? Nhưng mà tất cả những cái đó nó nằm ở trong cái nghiên cứu chứ nó không có điều trị đại trà trên lâm sàng. Và những cái người trẻ này nếu không phải phá nhĩ hết thì người ta sẽ làm gì? Làm gì? Người ta đeo gì đó? Đeo tai nghe cái trợ thính mấy bạn. Và thường trường hợp này mấy bạn nghe không? Thì những cái trợ thính nó có giá trị rất quan trọng, nó giúp rất là nhiều. Thế thì nó giúp khá là hữu hiệu cho những trường hợp này nếu không có những cái bệnh lý nội khoa khác kèm theo. Nghe kịp không ạ? Được chưa? Cho nên là thường sao? Thì thường những cái giai đoạn cuối, cái giai đoạn biến chứng này của bệnh nhân viêm tay giữa tiết dịch á, hay gặp rất là nhiều bây giờ cái tai trợ thính cho những người trẻ các bạn rất là đơn giản. Nó ôm sát cái bàn tay không có thấy rất là xanh, rất là thẩm mỹ, cho nên là thường sao những nào mà tới đầu mình dính tiếng quá thì đeo đó người ta cũng không quan tâm quá với cái phần điều trị. Thực ra không có gì thúc đẩy để người ta điều trị theo kiểu chưa? Tại vì sao? Đơn giản là bị chỗ nào mình đeo thì nó không có bị khuất lại âm thanh. Còn những cái người mà có cái bệnh lý nền, ví dụ chẳng hạn như là do người ta bị lão quá, lớn tuổi đó, bị kêu trên tầm bị hai bên, hoặc là người ta bệnh những bệnh lý nghề nghiệp đó, nghe không ạ? Những người mà
người ta phải đeo phone liên tục lên, người ta làm việc chuyện khác thanh với bạn, thì cái người đó đều rất là khó vì những cái trường hợp máy đầu tính. Tại vì sao? Nó biết không có hoàn toàn nữa chứ, có chỗ có cái chỗ không, có hiểu không? Như vậy cho nên khi mình để cái máy trợ thính vô thì sao? Nó sẽ sao? Nó sẽ phát hết đều, hiểu không? Thì cái chỗ nào nó không nghe thì nó ok, còn cái chỗ nào nó đã không có không, tức là nó nghe bình thường á, thì nó sẽ trở nên sao? Nó giống như nó hét vô tai ra, cho nên là sao? Người ta có cảm giác như khi người ta đeo cái máy trợ thính vô, người ta có cảm giác là cái đầu người ta muốn khoáng lên, hiểu không? Rồi đó là một trong những cái rất khó chịu. Cho nên là cái này nó có một cái lợi điểm cho khoa học nó phát triển. Cho nên cái ông này ông đeo cảm thấy một cái, tại vì nó sơ hết rồi, hiểu không? Nó điếc hoài hoài. Ôi kiểu chưa? Thì cái cảm thấy nó không có gia đình mà nó đeo thì có bờ, chứ ở kia nào nó xui xẻo nó mất cái hai bờ, hiểu không? Cho nên đây là một trong những cái vừa vui mà vừa khó chịu. Tức là vui là có cái hướng ra cho những bệnh nhân mà lỡ có cái biến chứng trong viêm tai giữa tiết dịch, thế kiểu chưa? Nhưng mà cái khó chịu là mình không có khuyến khích bệnh nhân điều trị sao thức tình nghe thì đọc để đừng có đưa tới những trường hợp sơ vậy đó nữa, theo kịp không ạ? Chỉ có khi con chúng ta còn trẻ đó, nó còn nhỏ đó, thì mình sẽ điều trị tích cực. Và các em sẽ thấy điều trị như thế này thì giờ các bạn hãy nói cho cái phần ngoại khoa, mình nói cho phần nội khoa. Đây là vấn đề điều trị dài hơi. Điều trị thì nó đáp ứng dịch trị của cái tay giữa có khả năng hóa đông, tần đột hóa đông đó, nhưng mà nó đòi hỏi phải lúc nào cũng phải thông bồi vậy. Tại sao vậy? Lúc nào tại sao cũng thông bồi nhĩ mà phải thông hèn bồi? Đúng rồi, nó rất là dễ tắc. Tại sao? Viêm tai giữa tiết dịch mà lại theo kiểu chơi cho nó cứ hồi nãy thấy cái diễn tiến của nó không? Mấy tháng trời thì nó mới hết, nó tận thắng vậy. Tại sao? Vì sao? Người ta cứ quấy để nó ngứa mấy bạn. Nó cứ ra vậy như vậy nó sẽ ngứa, nó mới bắt đầu nó đấu, nó khô lại cái nó sẽ bám vô cái phần mà cái tay ngoài của mình, nó ngay sao nó ngứa khó chịu. Rồi cái người ta quấy tay thì nó sao xem sao mấy bạn? Rất là thích thú, hiểu không? Thì cái niêm mạc ở chỗ đó nó bị gì? Nó không phải niêm mạc, cái vùng da chỗ đó chỗ đâu ta? Mình quấy hoài nó có nước hoài thì nó sẽ sao? Nó trầy xước, nó rất là dễ xảy xước. Và giờ cái dịch nó tiết ra đây là cái đường dẫn để cho vi khuẩn nó đi ngược lại vòng trong. Nghe kiểm không mấy bạn ơi? Và cái nếu mà không làm cái đó cho nên người ta phải mở đường thông để ra là sao? Tại cái dịch đó là dịch kêu, nó đặt rất là dữ, nó dính kia đó mấy bạn. Theo kiểu chưa? Nếu mà để trong vòng tối đa 24 tiếng đồng hồ đã ngắt thì nó sẽ tạo thành gì? Cái nút chứa dịch ở trong đó. Theo kiểu chưa? Thì nó sẽ làm ngoài cái giảm dịch lực tại chỗ, tức là giảm tại chỗ đó, nó lùn bụng, nó sụt sụt giống như mình có nước vô tay ấy, người ta sẽ rất khó chịu. Cái thứ hai, cái nước nó mới tụt luôn lại đó, thì đó là một trong những cái dịch mà dễ tạo khuẩn dữ lắm. Môi trường nó môi trường tuyệt vời để tạo vi khuẩn. Theo kiểu chưa? Cho nên bắt buộc nó phải thông hồi nhĩ hàng tuần. Theo thì không, các bạn thì không dừng, bao giờ mình đang mình điều trị cái viêm tay giữa tiết dịch, mình đang điều trị rất là tích cực, nhưng mà tại có cái thông vòi này cho nên có khả năng gây viêm tay giữa cấp. Và mấy bạn sẽ nhớ cái này chút nữa nè, mấy bạn sẽ nhớ cái này chút nữa. Sao mình nói sao? Tới là ngoại khoa, nếu mà nó nói vậy, bệnh nhân lớn tuổi, những đứa trẻ suy dinh dưỡng theo kiểm tra và không đáp ứng với điều trị, thế kiểu chưa? Thì tôi quyết định làm ông này, được chưa? Thôi thì đặt đi đó lại. Và nó có đặt cái kè gì đó, nó giống như ống thông gì đó, ống dẫn lưu đưa về ra ngoài, hiểu không? Và nó thấy cái này rốt ráo, theo kiểu chưa? Và người ta điều trị tối đa khoảng 6 tháng ok, nghe nói tối đa là khoảng 6 tháng là ok. Mấy bạn điều trị 6 tháng mà nghĩ sao? Hầu như tôi chả thấy cái người nhà hoặc bệnh nhân lớn mà đảm bảo đúng cái liệu trình như thế này để mà cuối cùng mình đánh giá lắm luôn. Thế kiểu ra là một trong những cái mà gây thất bại trong điều trị,
của ngoại khoa, dù là mấy anh ngoại khoa thì rất thú, đó là rất là hay, tạo đường để dẫn thoát, dẫn lưu, dẫn ra ngoài, mà tại sao bệnh nhân vẫn không tới, có kịp chưa? Thì người ta sẽ thấy là cái lâu lần thì cái mày nghĩ mình á, giống như nó diễn tả xong nó giống như nó bị thụng như mấy bạn, tại vì dịch rỉ viêm của viêm tay giữa tiết dịch nó sẽ làm sao khi nó rút lại đó, nó sẽ gây gì mấy bạn? Co kéo màng nhĩ dính lại, hiểu không? Sẽ làm cho màng nhĩ bị co lại, cũng là do cái dịch bệnh này, hiểu không? Nó dính như keo vậy mấy bạn, hiểu không? Nó kéo càng khi nó càng khô lại cái màng nhĩ nó sẽ bị kéo gây rúng ró, và như vậy sẽ sao? Sẽ cũng giảm tính lực rất là nhiều. Cho nên đây là một trong những lý do mà ngoại khoa đó cương quyết, nếu là con tôi, người nhà của tôi sẽ chọn cái đường ngoại khoa của đây, thấy kịp chưa? Để dẫn luôn hết ra đây, làm sạch hết, tại vì nó rửa mấy bạn bơm bên này, nó ra nước bên này có bao giờ thấy là rửa chưa? Không thấy bao giờ chưa? Cái họng cũng thấy, luôn mũi cũng thấy, tai cũng thấy, rồi mấy bạn thấy gì? Bắt cô, tức là khi nó bơm rửa tai này. Có hai cách, một là nó bơm theo cái kiểu này, theo kiểu chân, rồi nó đọt giống như nó mình rồi rút cái bình vậy thôi, hiểu không? Nó tạo áp lực, rồi nó nghiêng ra theo kiểu chân, nó tháo nước vô đây, hiểu không? Rồi nó nghiêng qua đây thì cái nước sạch nó vẫn là sạch, cái tay này nó sạch mà. Bây giờ là cái tay bên phải tôi viêm, nghe vậy con ạ, cái tay bên phải tôi viêm thì mấy bạn đi, các bạn sẽ thấy có một số điều dưỡng ở bên tay mũi họng nó rửa theo kiểu đó, theo kiểu như rửa đây thì nó nghiêng đây, thì hồi nó đổ ra, hiểu không? Thì cái chuyện nó bình thường, nhưng tại sao nó không chọn? Nếu mà nghiêng ở đây là sợ là trong lần nó dẫn vô, nó mới làm hiểu không? Thì nó sẽ sao? Nó đi sâu hơn bên trong, nghe kịp không? Mà nó nhiều quá, ngắt quá, hiểu không? Nó tạo các lực từ đây, có hiểu không ạ? Tại ở đây nó có bị lủng gì đâu, hiểu chưa? Nhưng mà vậy nè, nó làm cho cái người mình nó nếu là không rất á, cái người lớn rất là sợ em, tự nhiên mình nhỏ nước vô lỗ tai là sao sợ, hiểu không? Nhưng mà thật sự cái đó là cái còn nhất, hiểu cái kiểu đó không? Cái bộ bây giờ mấy bạn tự nhiên nhìn mấy bạn nó nghe nè, thầy bố mà làm cái học của truyền đấy mình phải biết tay như nó đầm để mốt mũi là tôi cho nước và rửa mấy bạn cái lỗ mũi nè, mấy bạn rửa cái bên ở đây nó viêm nè, theo kịp chưa? Nó không phải nhỏ ở đây, hiểu chưa? Mấy người khó từ bên đây thì nó qua đây nè, có thấy bao giờ chưa? Mấy người mũi thì là cái chân lỗ mũi không biết rồi, có thấy bao giờ chưa? Có thấy là làm chưa? Muốn thấy luôn. Tôi sẽ nói như sao khi nó rửa cái lỗ mũi cho con nít đó mấy em, bây giờ nó có hiện tượng rửa mũi đó, nghe kịp chưa? Mẹ đó, mấy người này mai mối sẽ làm mẹ đó, sẽ làm chứ không phải dạy sách con vô bệnh viện đâu. Tại sao? Đụng mũi trong bệnh viện nó đâu có sạch, hiểu không? Mình rửa nhà cho người thân mình nó ok, nó nghĩ sao vậy? Bây giờ cho nên sẽ cho cái đứa trẻ đó nó nằm đùi mình cho nằm đầu thấp xuống, cái chân này mình hơi gác ra thì cũng diễn tả sao, một cái chân mình để thấp, một chân mình để cao, hiểu không? Cái đứa bé nó nằm như vậy đó, và bây giờ mình sẽ nhỏ từ cái lỗ mũi sạch nè, hiểu không? Cái đỏ ở đây hiểu gì chưa? Và như vậy mới đầu nó sinh ra cái dịch đặc đó em, cái dịch tiết á nó đặc phủ xanh, có kiểu chưa? Và em rửa một hồi nó sẽ ra trong. Rửa mũi họng hay là đàm nhớ nó ra bằng họng chứ? Chứ cái đó là nó có họng, hiểu không? Coi em nghe là cái họng nó có bị mà. Em rửa đi cho nó xuống họng. Cái dịch đó là dịch viêm khó trùng, hiểu gì chưa? Em đẩy xuống họng, nó ra lớn, cái ra nữa à. Theo kịp chưa? Như vậy cho nên á, quá người ta nhờ cái bác sĩ có nhiều đó trời. Tức là làm sao mà tại vì rửa đó để mà khi mà kháng sinh đó nó làm cho cái dịch mà từ đục sang trong rất là lâu à. Còn nếu mà em vừa uống kháng sinh mà em vừa rửa đó, nó sẽ rút ngắn thời gian điều trị ít nhất được 50%. Nghe kịp không? Tôi sẽ nói như
sao tự nhiên mà tôi cho ra mươi để cho được rất tốt mà tôi thấy mấy bạn dẫn muốn xử lý không được rồi sao mà làm cái gì kia đâu có thấy rồi chứ mình không có làm mình coi người ta làm thấy không? Em sẽ thấy rất là ok, em sẽ thấy rất là thích thú vì sao nó rửa vậy một hồi cho em biết cái gỉ mũi á nó từ màu xanh hiểu không, mình rửa một hồi nó sẽ ra vàng rồi hai ba ngày sau chúng phải mỗi ngày mỗi rửa hiểu không, hai ba ngày sau em rửa và em thấy cái đinh mũi á nó thay đổi rất là ok. Còn nếu để mình khơi khơi mình á bị cái khơi để tận thủy ra, các bạn biết lợi thì có lợi là khi nào nào biết thủy kìa, chứ còn đất đâu biết thủy, nó cũng không biết sạc, người lớn cũng vậy đó. Em có thấy không, có nhiều khi mình ho lên cái thì sao luôn xuống bởi vậy thằng tiêu hóa nó mới có chuyện làm, chứ mình sạc ra người ta cũng ổng thôi sao, có hiểu gì chưa. Mình cũng vậy, và những cái mình đó là ai, là thường có phụ nữ và trẻ em thì ví dụ nó nhiều lắm, ví dụ ra ngon để chặn ra thì cũng khác về mình muốn hiểu không, như vậy từ đây là nó mới xuống đi thế này mình mới có lao của còn học chơi hiểu cái gì chưa. Đó là người lớn là em còn hơi khơi, nếu mà người lớn tuổi chút xíu một số người người ta không biết khẽ, tức là già không biết sao các bạn, người ta không có khả năng tống được cái đàn ra theo kịp chưa, cho nên á của tự nhiên là nó dạy cái em cũng có cảm giác như là nếu mà đi qua nội khoa chắc sẽ vất vả hơn, tại vì ví dụ như là thông thường á thì bệnh nhân mà ví dụ như từ vài tuần người của tôi đi, nếu bệnh nhân làm leader thì tôi hay người nhiễm khuẩn nhiễm trùng đúng không, nhiễm trùng cơ hội có khả năng là phổi nè, nhiễm trùng cơ hội có khả năng là nhiễm trùng tiểu nè, có khả năng là gì loét nè, có gì lạ không, quen không, theo kịp chưa, cho nên tôi mổ nè, theo kịp chưa, và tôi mổ vậy bệnh nhân khạc liền cái đàn đúng là mổ đúng á. Đừng nghĩ đơn giản nghe, mình vỗ thì nó hạt thịt sạc, còn mình trốn xuống nó xin lỗi hay 10 ngày đến cái cục đạn nó tan chưa. Thế kịp chưa? Cho nên những người bệnh nhân lớn tuổi á, cho dù là người ta không có chụp, tức là không tỉnh táo lắm á, cái cách mà mình hướng dẫn người già đó, chăm sóc vỗ lưng á, sẽ giúp đàm nó tống ra được. Còn ở trên cái khúc này đó, mình cố gắng mình làm cái khúc này đi, để mình không phải dạy tới cái phần phổi nữa. Nếu đàm từ tay mũi họng này chảy được ra ngoài, chúng ta sẽ không học tới cái bệnh lý của hô hấp dưới. Kịp chưa? Cho nên là mấy bạn đừng nghĩ rằng là những chuyện vĩ đại, chỉ cần làm chuyện nhỏ thôi mà rất là quan trọng. Ví dụ như chỗ này khi người ta để cái đầu thấp, tức là người ta để cái đầu thấp để người ta rút được cái dịch ra, thì chúng ta sẽ không có vài viên tay giữa mạng tính nào. Nếu mà viên tay giữa thì dịch giải quyết được, rửa được chưa, đặt ke để cho dịch tay giữa thoát được thoát ra ngoài, thì không còn cái bài viên tay giữa mạng tính học nữa. Và bài mình dừng ở đây được, nhưng mà rất tiếc là hãy giờ ngó cái bạn này tôi phát hiện ra cái bài này tới nữa. Cái dòng lẫn quẩn như thế nào rồi cũng tới theo kịp không, và người ta vẫn thống kê cái này. À, lý do tại sao vi khuẩn này càng có, khi nào là bệnh nhân này là cái khả năng khạc không có, thể cũng không được, dịch tồn luôn xuất hiện ở góc ngắt những cái xoang khá nhiều, theo kiểu chưa, và đó là cái dịch mà tuyệt vời cho vi khuẩn phát sinh, hiểu không, nó tồn tại cơ cơ mình có dịch sẵn nó vô rồi phát, coi như nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Và nếu là những cái người này mà những cái người phải nằm tại bệnh viện, mấy bạn có kịp không, thì mấy bạn sẽ thấy là có khả năng mình coi luôn viêm tay giữa cấp, hiểu không, theo kịp chưa. Và đây là rất là nhiều trường hợp xảy ra khi mà mình, hoặc là ở trong cái môi trường khói bụi nhiều quá, yếu tố một lời có, chẳng hạn như ở nhà có nhiều người hút quá, hay là ba nó hút quá rất nhiều, thì coi như là mình học cái này là sướng luôn. Thế chị không? Và đây là những cái nguyên nhân mà cái thứ hai đó, thì đúng ra nó không phải là nguyên nhân, mà nó đúng ra nó phải là yếu tố một lời.
và giới nghi xấu rồi đó ha. Trước khi đi ra lâm sàng thì tôi nói trước cho mấy bạn nghe nguyên nhân khác, yếu tố thuận lợi khác nghe. Nói mấy bạn phải phân biệt cái đó để sau này mấy bạn được cho nói mấy bạn điều trị mới được. Thế kiểu chưa, yếu tố thuận lợi ví dụ giờ làm ta nói là yếu tố thuận lợi là hãy nhậu uống rượu nhiều thì có khả năng ảnh hưởng tới chức năng nghe, hiểu không? Không có nhiều người uống rượu lắm mấy bạn, sao nó không có viêm gan, có thấy chưa? Chứ nếu người nào uống rượu viêm gan chắc mấy đứa bán rượu không phải làm chừng xấu là đúng không? Có ông uống thoải mái á, uống tới già luôn không có bị chức năng nghe mất cái chết. Không có người chưa bao giờ uống rượu rượu gan rất viêm gan. Tôi nói mấy người đó cái máu bụng da gan này nè, tức lắm, tức lắm, bác sĩ mình cũng biết tôi ai cũng bị vậy đó, hồi nhỏ đẻ ra uống liền, hiểu không? Là mấy bạn uống sao cô nói gì nè, rượu chỉ là yếu tố thuận lợi, nó vừa là nguyên nhân mà nó vừa là yếu tố thuận lợi. Ở một số người nó là nguyên nhân, còn ở một số người nó là yếu tố thuận lợi, hiểu không? Ví dụ như có nhiều người á, giờ có hai vợ chồng mà cô đang điều trị cái rối loạn chuyển hóa mỡ, giờ cô mắc cười mỗi lần hay rồi đi vô cô mắc cười, cô cùng chế độ ăn ở với nhau đã trên 40 năm nay rồi, bà đó thì rối loạn chuyển hóa mỡ rất dữ dội, còn ông thì cho một một béo mẹ, hiểu không? Mà ông ăn thịt mỡ ào ào chứ mà không có giờ bị rối loạn chuyển hóa mỡ, hiểu không? Thành ra làm cái bài nhà, bài vợ nó không có tất mà nói gì kỳ bác sĩ. Tôi là nấu chậu ăn chứ ai. Mà tôi một ai một khỉ mà ổng thôi, tại sao tôi bị mà ổng xong da dạ thì ăn đủ thứ, sao dám bị, hiểu không? Và có một cái điều đúng là người là người ta đang cặp con hỏi nè, thật sự là mở động vật có hoàn toàn là có hại. Hình như có cái gì nó sai sai rồi đó, tôi không biết chắc là ăn mở động vật hết nha. Nhưng mà tôi nói là như có cái gì đó sai sai rồi đó. Tại vì trước đây người ta đã tăng nhập, nhưng rối loạn chuyển hóa mỡ không nhiều như bây giờ. Bây giờ hầu như ai cũng ăn dầu, đúng không? Ít thì nhiều, ít ai ăn mỡ lắm, đúng không? Nhiều khi mình muốn mỡ mà má mình nấu dầu thì mình phải ăn dầu, hiểu không? Đúng không mấy bạn? Dầu ra được ai mà mỡ cho mấy bạn ăn? Xin lỗi không có đâu, mỡ giờ mắt mà, hiểu không? Mỡ bây giờ mắc với mấy bạn. Hồi trước á thì lấy cái bây giờ người ta không còn mua heo siêu thịt được, mà người ta kiếm heo bình thường là có mỡ á. Thấy đó, thấy được chưa? Và người ta thấy là hình như có cái gì đó sai sai rồi. Và tôi điều trị một số người rối loạn chuyển hóa mỡ ở những người gầy mà tiết chế quá mất, thì tôi đề nghị bây giờ ăn uống bình thường này được không? Đừng ăn dầu quá được không? Lâu lâu là mình mở cho heo thì tôi đi. Có một điều rất là là gần như là gần 100 gram chưa đang được trần giá. Nó có một cái ngoại buộc là nó gần như là đáp ứng điều trị khá tốt so với cái mà thiết chế quá sức được là trước giờ. Tới đây nghe hiền không mấy bạn? Như vậy cái mấy bạn nói cái này thì mấy bạn sẽ thấy là đây là yếu tố vợ. Cái bùa này ở nhà ông già nó ổn tốt và nhỏ cho vợ. Để cho nhỏ không hút cái nào đó. Thì có mấy bạn, đây là một trong những cái thời gian mà mấy bạn đi qua bây giờ qua đi đi thôi. Mình chẳng bò rồi viêm tay giữa. Viêm tay giữa cấp, viêm tay giữa mạng tính rất là nhiều luôn. Và đặc biệt của cái bệnh lý này, đây là một trong những chất dịch mà nó khác sau viêm tay giữa cấp. Viêm tay giữa tiết dịch. Khi nào mấy bạn thấy dịch tay giữa mà ra mà mình để với cái ánh nắng kìa, mấy bạn thấy nó lóng lánh, lóng lánh, lóng lánh là muốn ăn này em đặc thù của viêm tay giữa mãn tính, nó có cái tinh thể là colet và tên mercomai các bạn, nó lóng lách lóng lách lóng lách lóng vậy theo kiểu cho nên là một số bác sĩ người ta không cần thấy nó, người ta ngó người ta biết rồi. Và triệu chứng lâm sàng với những cái ca này thường thì tính lực nó giảm rất là rõ, như vậy nè, giảm rất là rõ. Triệu chứng đau ít, còn như triệu chứng lâm sàng không rầm rộ, đẹp không? À, với những trường hợp này nhé, mà khi mà cơ hơi mà bệnh nhân bắt đầu có số thì người ta sẽ lập cái phân lập đi trùng liền, bây giờ lấy cái dịch tay giữa cái gì thường đây là những bắt buộc phải làm cái sinh đồ, chứ điều trị cơ hơi thì thường không có đáp ứng điều trị.
Nếu khi nào người bị kháng sinh, các bạn mới nói khi nào người bị kháng sinh. Khi nào người bị kháng sinh cho trường hợp viêm tay giữa mãn tính. Được chưa? Vậy thì Nguyễn Trân phải có hội chứng Nguyễn Trân với bạn nghe. Theo kiểu chưa? Chứ không thường những cái ca này mình tới với mình con chỉ thấy cái gì nó lắp lánh thì thôi, không có triệu chứng Nguyễn Trân thì mình không quyết định kháng sinh. Chỉ có trường hợp khác, chỉ trường hợp nếu ở trên những người già, hiểu không? Dịch tay thì nó ra rất nhiều biểu hiện lâm sàng với nhẹ ngừng đường mệt mỏi, nó có sốt nổi đâu nghe. Theo kịp chưa? Thì lúc bây giờ tôi phải kháng sinh. Kịp chưa? Riêng với những người lớn tuổi hoặc là những người có cái miễn dịch suy giảm rồi đó thì thôi các bạn, thì miễn dịch suy giảm thì các bạn biết rồi đó nghe. Kịp chưa? Thì đối với những người nó bắt buộc phải lấy kháng sinh trong giai đoạn này đó. Và ở trường hợp viêm tay giữa mãn tính đó thì muốn đánh kháng sinh. Theo kiểu cho khi em bắt đầu em thấy có một cái triệu chứng của nhiễm trùng thì lập tức quý bạn phải nuôi cấy, tức là phân loại vi trùng liền và làm cái kháng sinh đồ trước khi điều trị kháng sinh. Nhớ chuyện không hả? Khác cái việc cái bệnh lý của bây giờ, thấy không? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao bây giờ mình phải nuôi cấy ta? Để phân loại vi trùng ta, làm cái kháng sinh đồ. Nhớ là học xong nhớ làm vậy nghe. Tại sao? Trời, sách bỏ chuẩn bị về sao con như thế nghề còn tốt. Thấy tôi muốn đi về theo với nó. Sao lạ? Mấy bạn nói nghe không? Tại sao lạ? Con nói về được không? Tại sao nó kháng sinh? Đúng rồi, đây là những cái trường hợp này thì em tên coi. Tại đầu thuốc 2, đầu thuốc 3, đầu 5 ngày ngưng. Tại sao 3, đầu 5 ngày ngưng, hiểu không? Ví dụ là vừa thấy dịch mà nó hết thôi à, hết sạch một cái, theo kịp chưa? Ngưng. Tại vì sao? Các bạn biết tại sao? Triệu chứng lâm sàng nó có rầm rộ đâu. Cái gì chưa? Cho nên là thường rất là dễ sợ, mất cần điều trị đâu. Là thường mà hãy mà những ca này mà vô bệnh viện rồi ca này hầu như cũng bị lờ kháng sinh hết đó mấy em, nghe hiểu chưa? Cho nên đi học hiện tại thì làm ơn nhớ cho mình, cho tôi nằm lòng ví dụ đó. Qua đây là những cái biến chứng của nó khác với viêm tay giữa tiết. Dạ nghe chưa? Thế vậy, khi bắt đầu gương ở cái phần vi trùng hiện đại này thì nó động lại cho mấy bạn là cái phần viêm tay giữa cấp và viêm tay giữa mạng có cái đợt gì ạ? Quá phát cái này cũng trùng đó, tôi kịp chưa? Thì biến chứng nó mới có khả năng gây liệt bị áp xe não, viêm mạng não. Nghe mấy bạn ơi, nó bị nhiễm trùng ngược lại đó. Ta kêu đúng cái dùng như ở dưới là ta kêu nhiễm trùng ngược dòng đó. Còn này đâu có cái ngược dòng, đi ngoài đường mèo cũng cái dòng cho nên không có kêu ngược dòng được. Thì không biết bạn. Cho nên có một số người mà phải vô điều trị cái liệt bảy ngoài tiên. Kịp chưa? Mà đang điều trị viêm tay giữa mấy bạn nghe kịp không? Câu hỏi đặt ra tại chúng ta học chung với nhau những bài này thì để hỏi cho mình. Mấy bạn thấy cái tiên lượng phục hồi của cái liệt bảy này sao? Mấy bạn, lúc mấy bạn gặp đó, lúc đó mấy bạn không gặp cô để hỏi. Để em biết em nhận bệnh thế nào chứ. Không biết cái nào cũng ngồi cũng bài không vậy. Em nghĩ tiên lượng sao? Tại vì sao mày làm chán nó có phần. Ở đây học thì không nói đúng không? Nhưng mai mốt em ra mấy bạn làm chán cho chính bản thân mình á, thì có phần tiên lượng thì chính em đi á. Mấy em tin lượng không ok đó, mà mai mốt nó không ok thì đó là tiên lượng không ai đi tiên lượng xấu. Tiên lượng không thường là vậy ạ. Vậy dạ. Cái này đâu quan trọng lắm á. Nếu không cơ cơ thì có một nó đổi thừa là mình chết đó nha mấy bạn. Thế kịp chưa? Nếu trong quá trình em điều trị, em nghi cái ca này nó là cái biến chứng của cái viêm tay giữa thì lập tức cùng một lúc đang điều trị em sẽ chuyển qua tay mũi họng liền, theo kịp chưa, để mà nó hỗ trợ can thiệp điều trị lãnh đủ trách nhiệm với mình á, theo kịp chưa. Chứ còn cơ cơ em không, nhưng mà đừng có chuyện đó nghe.
và có những trường hợp nó sẽ gây cái áp xe não. Mặc dù cái phần trăm mà gặp cái điều này chỉ có 1-2% thôi, mà phải chơi nhưng mà nhiều khi nó xui mình không biết, 1-2% thôi, nhưng mà mình gặp được mấy ca rồi, hiểu gì chưa? Nhiều khi người ta không có nói giờ là không bao giờ gặp, còn mình cứ gặp cái điều thôi. Thì kiểu như như vậy trong cái viêm tay giữa cấp và viêm tay giữa mãn tính, các bạn thấy đó mà. Thế kiểu như ở đây là một trong những cái điều mấy bạn làm hơn lưu ý giúp tôi. Viêm nhất riêng cái viêm tay giữa mãn mà nó kêu là quá khác, các bạn có bị nhiễm trùng á, cái nền mãn á. Thế kiểu như thì khi bắt những cái ca đó vô thì em thấy thường á, viêm tay giữa ra nó có dấu hiệu gì? Sao quan sát mình chưa có cấy, mình chưa có cấy viêm tay giữa đó, làm sao mình nhìn thấy? Đúng rồi, có cái gì tay giữa đó. Nãy giờ có mình nó bánh nó bánh nó bánh nè. Theo thì không? Thì mình sẽ kiểm tra cái này nè. Theo thì chưa? Để mà nhiều khi mặc dù là đồng ý em được việc chứng chỉ mỹ học hiện đại để mà hỗ trợ được chơi, tức là điều trị song song á, mà còn đấy. Thế chỉ cần khám qua là mình nó ký thuốc xong thì có nghĩa là cùng lúc mà một bệnh nhân mà 2-3 bác sĩ xứng nhau mình trị á, thấy kịp chưa? Hãy nó cùng sao ạ? Cùng hưởng với nhau. Dạ chứ mấy bạn, cái này là một trong những cái mà tôi rất là thích phối hợp chuyên khoa. Cái kết quả bệnh nhân sẽ đạt được khá là khả quan. Chứ một mình xoay không kịp đó mấy bạn. Có nhiều người đang chăm cái gì phải ngoài riêng thôi, nhưng mà tự nhiên bài này sau cái tự nhiên bắt đầu đó sốt cái nó mê mê, nó nói chẳng muốn làm mê mê, nó muốn chết luôn. Vô có nhiều đứa học trò hỏi lúc học không hỏi tới hồi ra năm sàn thì mới nói cô phải sao cô, em đừng có chăm ở đâu cô, em nói thiệt cô chỉ chăm cái mặt cô, em nói thiệt cái cô chăm cái chỗ ghế không, em xài cái kim chút xíu mà nó tưởng là như xài cái kim lớn như anh dồn kìa, hiểu không? Nó vô trong kia cũng ngay vậy, hiểu cái gì chưa ạ? Cho nên nhiều khi mấy bạn chăm tôi cũng lớn, tôi không biết là khi mấy bạn chăm mấy bạn mới nhớ cái này để hỏi, để mấy bạn biết là khi nào thì ngừng kim không vô nữa, hiểu không? Em đang nghi ngờ cái này nó đang không viêm tay giữa mà em được học viêm, nếu là phải viêm tay giữa là cô dạy cô chỉ cái chỗ này không, cái chỗ này đụng vô cái là nó tới nơi, hiểu cái gì chưa? Em có hiểu không? Người ta nói được không? Người ta đổi thừa được không? Được chứ sao được? Mình dẫn đi ngược dòng được không? Tại không nghiên cứu thường cơ có không sao không có, hiểu không? Tại chỗ này chỉ cần một nhát đặt thôi. Ít lắm khi nói chuyện với mấy bạn nhiều khi chú muốn nói là những đứa biết rồi thì coi như những như không phải là cô nói à, học những tưởng cho đứa nghe. Tại vì cái mũi dao nó không phải là khoan búa là một hiểu nổi đâu chứ hả? Mấy chỗ khác á, thì cần phải khoan cái sọ này là mở ra cho mình biết, hiểu không? Còn cái chỗ này em chỉ rạch một đường thôi là em thấy hàng liền. Em sẽ thấy sọ đi, cây chỗ này mình rạch cái là thấy thấy không hiểu chưa? Thấy được chưa? Nhưng mà bởi vì cho nên có nhiều đứa đi cô thôi, cho nên em thấy có hiểu phần mềm mà. Nhưng mà em nói thiệt với cô là em không có chăm chỗ đó, em chăm ở dưới á. Hiểu không? Dưới là chỗ nào á? Ơi, cái chỗ viêm mà mấy em nghĩ sao nữa? Tại vì chỗ nó có chút xíu, nhưng ai biết ở dưới nó là một cái sao ạ? Nguyên một cái khối, nó đang là cái gì? Cái dịch của viêm, nó nhận lung ra đây nè. Hiểu cái gì đó? Thế kiểu chứ, nên mấy bạn làm ơn nhớ ha. Đặc biệt có lại tại cái khúc này là mình làm việc đây. Khúc này là khúc của mình. Bởi bạn coi khúc của mình là khúc gì? Có thấy không? Mình cho coi nha. Cái này khúc mình dễ thấy trong sàn lắm á. Khúc tự nhọt chị nghe. Đó. Nó ác kìa nè. Nó dẫn luôn ra cái ủng tay này thì mình cảm ơn Thượng Đế. Ngay chỗ này thì đúng là tay nó rồi, đúng luôn. Còn cái này ra đây. Còn hỏi tại sao nó không đi đây mà đi đây ai biết luôn. Giờ nó muốn dọ ở đây. Cái đây nó không có, nó giống như giống như mạch lương của em nhé. Cái mặt lươn không còn giống như kiểu và cái đó là cái lúc mà cô nó dùng hai cô chậm đơn người khác được đó, cô thích thức tại vì cái hình nó quá, nó quá rõ so với cái khi mấy em gặp mình nghe thấy bệnh nhân và cái đầu này mấy bạn nó đang ngồi đúng không, mà cô nói chuyện cô nghĩ cô chỉ cần chạm nhẹ cái là thức quýnh
theo Phật chợ và đem nó sau khi chụp cái hình này là chụp khoảng 400 giờ chiều cho đem đó dân đi qua và nó vỡ cái chỗ này ra ra nó thoát được ra rất nhiều luôn, nhìn thì màu vàng xanh, hiểu không? Nhìn cái gì ta thấy có hàng lớn của sài rồi, bệnh nhân ra rất là nhiều dịch và ra trong vòng khoảng 2 đến tới ngày thứ 3 người bệnh nhân tươi tỉnh hẳn ra, thay vì cho mặc dù mình đánh kháng sinh chỉ mới có một ngày. Đó là những cái biến chứng ở sau này nó lên hồi như trong em nhìn thấy cái hòm tà dĩ của nó nhìn thấy sợ chứ thì thầy nói cho thấy sợ thì không có còn khơi khơi để dạy cái làm thôi, nhưng mà không thấy thì nó không thấy cái điều kiện trong đó. Và đây là cái phần điều đây phần này là cái phần của em về điện tử, thật sự là bây giờ nó kháng rất nhiều nó sinh với em đẹp. Và may mắn thì nó bắt đầu có cái thuốc nhỏ tai. Tôi nhắc lại khi có nhỏ, khi có thuốc nhỏ làm ơn khám cho kỹ coi mà nghĩ bệnh nhân có bị ủng không thì mình sẽ quyết định có thuốc nhỏ tai cho những trường hợp này. Thông thường với mấy bạn cho những trường hợp viêm dây nhiễu mãn tính á thì là chỉ đã bị sơ hóa nhiều, hiểu không? Em cũng thấy có bị ủng không phải tinh thần đó, nó qua thầm ủng rồi nó bị sẹo quá rồi, hiểu không? Cái nó thường nó nhỏ nó còn cây thì trong cái thuốc nhỏ đó thì đa phần đó, nó sẽ có kháng viêm và kháng sinh tại chỗ, nó góp phần rút ngắn cái thời gian sử dụng kháng sinh phòng thần. Theo kiểu trên trước đây người ta vẫn xài những cái dung dịch ở ngoài da cho những cái điều trị những cái ổ nhiễm trùng ngoài da bằng cái phương pháp này, nhưng mà bây giờ thì hiện giờ là nó không đồng ý nữa vì lý do là có khả năng được xài cái kháng sinh và kháng viêm tại chỗ trong những vết thương ngoài da có nhiễm trùng đó, thì nó sẽ làm viêm trùng bị kiểu như nó không có điều trị tới nơi á, nó bị nhiễm trùng ở bên trong rồi, theo kịp không? Nhưng mà riêng cái viêm tay nữa thì nó chấp nhận viêm tay nữa thì nó sẽ cho mình được cái điều này, nó sẽ rửa tay. Như mà bây giờ tôi nói với mấy bạn á, nhất là những đứa trẻ thì nó dễ hơn thì người ta sẽ rửa tay và dung dịch như vậy, thấy kịp chưa? Để nó dẫn luôn được cái dung dịch ra ngoài, cái dịch tay nữa ra ngoài và nó sẽ góp phần rút ngắn cái thời gian sử dụng thuốc kháng sinh cho người lớn, người già và trẻ em thì nó sẽ giảm bớt cái tác dụng phụ không mong muốn, hiểu không ạ? Đây là một trong những cái vấn đề rất là buồn ở trong cái y học hiện đại, cho nên gặp những cái ca này thường y học hiện đại mà nó điều trị không được nó nói thôi nếu muốn kháng sinh quá rồi đó không được thì thôi bây giờ xong rồi phải không, 10 ngày đúng không, hết kháng sinh rồi đúng không, vậy thôi chứng chuyển học cổ truyền đi, hiểu không? Bây giờ bỏ học cổ truyền đi, tức là nó sẽ ghi cho mình biết là bệnh nhân nó sử dụng kháng sinh bao nhiêu ngày này rồi em, dịch tay nữa hiện giờ vậy nè em, hiểu chưa? Thậm chí với những anh chị là tốt hơn á thì người ta sẽ làm, người ta thử ra cái dịch tay nữa sau điều trị để cho mình yên tâm đó mà, theo kiểu chưa? Và người ta sẽ chuyển cái hàng này qua cho mình. Và tôi rất là mong sau này với mấy em điều trị y học cổ truyền á thì cái bác sĩ y học hiện đại hoặc là tụi em là những cái người thế y học hiện đại để làm cái phần cắt, mấy em cũng làm đúng bài bản. Khi nào dịch nó trở nên là hết bụng rồi đó, được chưa? Thì lúc bây giờ mấy em sẽ phối hợp. Và tại sao mà tôi nói rất là chậm, nhông nhổ cái viêm tay giữa tiết dịch và cái giai đoạn của viêm tay giữa mãn tính? Thì không ạ, nó thường gặp với những người tái viêm tái lại rất là nhiều lần. Vì vậy cho nên đó là lý do y học cổ truyền tham gia những cái phần này. Tuy nhiên cái phần đầu tiên á, mấy bạn cũng phải biết là y học cổ truyền nó cũng ghi nhận có viêm tay giữa cấp và mãn tính với những biến chứng như là nôn nhĩ, nhĩ cao hay là nhĩ u, và nó cũng dựa cho cái chứng dạng trên lâm sàng để nó cho mấy bạn biết là cái giai đoạn nào đó thì nó tương ứng với cái cấp tính quy học hiện đại, hiểu không các bạn ơi? Nhưng mà y học cổ truyền đó thì nó có cái triệu chứng lâm sàng đó
nó không dựa trên những cái cận lâm sàng như mình phải tìm vi trùng trên cái nhịp tay nữa, mà hầu như nó chỉ quan sát trên cái chứng trạng là chính. Hiểu chưa? Cho nên mình đi vô cái bệnh lý gốc của nó đó, mà trước đây đi học cổ truyền không có biết cái dụng là cái nhịp này thì nó cho cái giai đoạn trước đây là một trong những cái thực chứng. Thế thì triệu chứng lâm sàng vô ngưng, nhưng mà câu hỏi mấy bạn, thế làm sao ra một cái can động thất nhiệt mà can động thất nhiệt thực sự là bệnh lý thận hay bệnh lý thận? Hả? Thận. Như vậy cái thận này là thận ở đây là bệnh mới mắc. Em nhìn cái can động thất nhiệt là bệnh mới mắc hay là sao đó? Đây là tình trạng nó giống như một là tình trạng của viêm tay giữa cấp, nghe kịp không? Hai là giai đoạn quá phát của viêm tay giữa mạng, thấy kịp không mấy bạn ơi? Em hiểu chưa? Anh em một là một trong những vấn đề là sau này khi học của truyền tham gia vô điều trị bắt buộc phải dấn tới cái như là thấy không, nó sốt đúng không? Nó đau đầu dữ dội, nó buồn tay, nó đau trong tay nhiều như thế này, như vậy cái biến chứng của viêm tay giữa cấp có, cái biến chứng của viêm tay giữa mạng có, kịp không? Vậy sao mình vậy? Nó là nhám nhở. Người dân đang nói cái nào nghe? Vô tại vì chứng lâm sàng đúng là cái đợt cấp của viêm tay giữa, cái đợt cấp của viêm tay giữa mạng có. Nhưng mà thực sự nếu mà đây là lần đầu tiên bệnh nhân sốt cao và vật vã, nếu cái triệu chứng nhiễm trùng quá dữ dội, sốt cao bưởi bẩn mạch nhanh mà nó đông đi như là mạch hoạt sáng á, hiểu chưa? Bệnh nhân bức rất vật vã, thậm chí có khả năng có nôn mọt cứng cổ, nghe kịp không? Cái này nó không cập nhật trong bao nhiêu cái đó, biết phần là xong nghi không biết. Bây giờ tôi đang cập nhật cho rằng nếu trường hợp này với đầy đủ những cái chứng trạng tôi vừa mới nói ra, mấy bạn đương quyền dẫn đó là can động thất nhiệt, nhưng mà tính chuyện y học hiện đại xử lý. Lý do thông thường nếu ở đây là trẻ em liệt trên, cái khả năng đó giờ bị đây là cái ca bệnh lần đầu tiên, kịp không? Triệu chứng nhiễm trùng mà nặng nề như thế này thì mình không có nhận, nó nặng lời không nhận điều trị nha. Nghe chưa? Sốt cao, lưỡi bẩn, mạch nhanh, kịp chưa? Triệu chứng cứng cổ gái có, và thường ở trên lâm sàng nó còn phải dữ lắm em, hiểu kịp chưa? Có gì mình thấy nữ chứ không á, em chỉ một cái tay em cứ cám ơn lại em đó, hiểu không? Chứ đừng có em sắc xong cái hai cuốn này có hàng xài liền, hiểu không? Tại vì mình là gì? Thuốc mà thuốc thang mà. Nghe chị nghe chị cô đang nói gì chưa? Nói gì chưa? Và đó là một trong những cái trở ngại lớn nhất của mình đấy. Cho nên tôi muốn mấy bạn ra làm sao? Mấy bạn phải cẩn trọng cái này. Tôi không ghi được cái tâm lý thuyết, nhưng thực hành tôi làm. Nếu mà những người già theo kịp chưa? Tôi không thấy dấu hiệu nhiễm trùng nhiều, hiểu chưa? Bệnh nhân có cái nền viêm tay giữa gặp đi gặp lại rất là nhiều lần. Thời tiết lạnh bệnh nhân thấy hơi sốt nhẹ, theo kịp chưa? Ngoài ra lưỡi không có vấn đề gì mà cứng cỏ một cái lưỡi bẩn, một cái nhiễm trùng. Thì có mấy bạn với đầy đủ những triệu chứng có vẻ cắt thực chứng như thế này, hiểu không? Mấy bạn đánh vô cái bài xài hồ sơ căn này, mấy bạn thấy nó cải thiện triệu chứng lâm sàng. Vậy thì không? Theo kịp chưa? Và tôi điều trị cái này cho một anh vậy. Cái giường mẹ ruột của anh với bác sĩ tai mũi họng. Theo kịp chưa? Anh nói gì? Tôi nói này nghe đó nè. Má tôi tháng nào cũng uống kháng sinh. Theo kịp chưa? Biết một mỗi lần mà bà ôm tay là tao cũng ôm đầu á. Thôi rồi lần này cũng vậy, em làm anh đi. Theo kịp chưa? Bệnh nhân vẫn sốt chứ không vật vã. Được chưa? Lưỡi không bẩn, mặt vẫn hoạt sáng. Theo kịp chưa? Dân tay giữa ra đặt đột vàng thì không thôi. Kiểu mấy bạn ơi, theo kịp chưa? Đáp ứng điều trị với bài thuốc này một cách rất là gọn gàng. Bài thuốc điều trị tối đa trong vòng có một tuần lễ. Được không các bạn?
mà thiệt sự là bây giờ đi đâu anh cũng phải nhanh nhanh má anh chỉ nhớ mặt em thôi đó, cũng ngại như thế. Rồi mày muốn anh nhớ anh đưa hàng cho đúng nha, mày muốn anh đưa vật vả là em cái này đuối quá hiểu không? Nên là ngay ở đây như vậy, nó sẽ nói, có biết được những cái cơ thường, những cái viêm tay giữa cấp nó xảy ra cho những người trẻ. Hồi đó giờ chưa bao giờ bị, lần đầu tiên mới bị, triệu chứng rất là dữ dội, mình cũng can thiệp với cái đó. Thường em hay có cái điều rất là lạ này. Trước nó ok nha, nhưng mà trên lâm sàng những cái ca này nó cứng cổ em. Thấy hiểu chưa? Và nếu mà mấy em bị khó, mà lâm sàng tôi thấy đều sợ giận nha, chào thôi. Cái lưỡi bẩn đó bao giờ thấy chưa? Cái lưỡi bọt khi mà em thấy người ta lè lưỡi ra, một là khi người ta lè lưỡi ra cái hơi thở rất hôi em, mà cái lưỡi nó em có cảm giác như đó giờ chắc đó giờ được chưa giờ cạo lưỡi á. Mặc dù nếu hỏi chị bệnh nhân đó người ta cạo mũi rất là nhiều, thì giờ mấy em muốn nói lưỡi bệnh là đơn giản bữa nào bị ra cho mũi nào bị bệnh gì viêm họng sắc đi ra cũng có thể em mệt á, mà em thấy em thở thì thấy hôi á thì lúc bây giờ lè lưỡi xuống cái gương em cũng cắn rồi. Tại vì mỗi người ta cái bệnh dịch cũng đến cho các bạn coi cái lưỡi bẩn. Cái lưỡi nó dơ lắm các bạn, cái lưỡi nó có cảm giác như ở trên cái bề mặt của cái lưỡi đó, cái riêng nó dư là dày lên mà nó không có trơn máng, hiểu không? Tức là nó có thể dày lên như trát phấn giống như ở trong mình lấy đạm hết. Bằng này nó dày nhưng mặc dù mình cứ sờ lên nhưng mình có cảm giác là nó không có đậu nhất á, hiểu không? Nó hơi lỏng chậm á, nó rất là dơ, hiểu không? Tức là nó đóng, nó bám dính chứ mà không có đều hết cái lưỡi. Kèm với bạn ơi, kèm với con đi thở thôi. Sốt cao thì thường nó là những cái bệnh lý tố bắp, càng thì họ khơi khơi đúng triệu chứng lâm sàng bây giờ. Thì bài cây là một trong hai bài thuốc mà tôi cũng có sẵn cái bài xài bồ thanh can hay. Ta cũng rất là tốt với em. Nhờ và mấy em sẽ là những cái người không thích bài thuốc với nghe, dù cô cũng không thích đó. Thế mà, thầy kiểm chưa? Thầy kiểm không ạ? Đây là những cái bài thuốc mà chúng ta có khả năng tìm thấy những cái bài thuốc này tại đây, đúng không? Đâu gần ra Trung Quốc, người ta có cái phương của cái này rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi thì không biết là nếu mà cái này nó sản xuất ra thành thành phẩm á thì có còn tốt y như là cái thang thuốc của mình không? Tôi chưa thấy, hiểu không? Nhưng tại Trung Quốc á, nghe hiểu không? Tại Trung Quốc á thì nó đã bắt đầu cho xài thuốc chích bằng cái này rồi, người luôn không không được, tôi thấy là tôi thiệt sự là rất là ngưỡng mộ cái dược của Trung Quốc. Khi đó tôi vô cái đầu tiên của nó dạy á mấy bạn, thì thiệt sự tôi thấy mà tây y học cổ truyền nha, tôi thấy nó không, cái chương trình nó không hoàn cái chương trình của chúng ta, không dạy sâu, không phân tích như thế, nhưng mà cái phần dược của nó quá tuyệt vời. Dù các bạn nó cần khi nói mấy bạn nó đang xăm với mấy bạn mà nó chích vô khó nó trọc vô chưa có rút cái kim ra là bệnh nhân cũng chạy rồi, chạy gì khỏe lắm, hấp đau quá chứ không phải chạy trốn chờ đất ơi, mà như hồi đó tôi nghe không có tin, tôi không tin. Thế còn đang xăm với mình nó nói là cuối năm nay tại vì không biết nó ra rồi cuối năm nay nó sẽ là ở trong đó là vừa đang xong rồi, cái gì đó là bốn ba cái mà thì phần chính là đang xong. Biết mấy bạn biết nó làm gì không? Nó đang biết nó làm gì không? Nó đang thế cái GGM dán vào dưới cái tim mạch á để điều trị cho cái gì ngứa ngoài da này. Tôi nhận mặt cái lạnh em cười đi, dán đây làm gì? Tôi đặt tên thuốc rồi đó, GGM nghe mấy nó. Thuốc dán. Thuốc dán, chỗ đâu nhất? Còn nữa nó đẹp lạc rồi, thời thuốc hơn. Dạ, cái gì cũng đó thì mấy bạn nghe đi nghe. Cái bài này mấy sự đồng không biết không? Đó là điều trị của cái cơn đang thắt ngực của em. Tuy nhiên em là một trong những cái thấy những cái người cái cơn đang thắt ngực của nó tiên đó. Một là nó cho nó chậm cái lưỡi, tác động nó trong vòng từ 3 đến 5 giây. Thế kiểu chưa? Và thuốc dán tại chỗ luôn á. Tại vì các em có thấy mô tả cơn đau tắc ngực không? Đó, có như mình lấy cái mạch mà nó rất là đau giống như dao đâm như ngực luôn á. Thì cái đó nó tác dụng như vậy. Và nó đang tại vì dân chúng ta không thấy
cái đó nó công trình nó đem ra ngoài thị trường nữa, thế kêu cho mà nó ra là theo kịp chưa, sự quá tuyệt vời đúng không? Bây giờ các em chỉ cần được có khách chuyển mạnh nữa là các em chủ đường nó sẽ giống như là sẽ có gì ạ, có một cái vũ khí rất là lợi hại hô cái tại cái này giờ muốn cho uống thuốc thì sao nấu thuốc mà tôi nấu xong chứ đúng không? Tức là tôi chưa thấy ai làm cái dung dịch siro, hiểu không? Siro thì khi nó nấu lên thì nó sai một chén sử dụng đó. Nhưng mà nó là một trong những cái điều trị những cái sơ gan giải phốt thì cái thằng mà xài hồ thân gan tan thì luôn luôn là đáp ứng cái điều trị trên lâm sàng rất là nhiều. Khi vô những cái bệnh lý thiên về cái phần mạng tính hay học cổ truyền nó nói là hư chứng, thì mấy bạn ơi, những phần này nó chị em học đi ha, nó thiên về cái phần là phần bài, cái câu hỏi em đặt ra thì không có giờ đấy, làm sao em thi được con? Chỉ thận âm hư ở trong cái tí hay là thận âm hư ở trong cái nhưng mà cái gì cái bán thân bất tội hay là cái thận âm hư của cô nữa nè, ở trong những cái đồn nhỉ vân vân, thấy kịp chưa? Làm sao em phân biệt được thế nào để em xài bài thuốc đó, thấy kịp chưa? Như vậy các bạn là những cái nhà thầy thuốc tương lai là ơn nhớ, khi học những cái bệnh cảnh lâm sàng của từng những cái chứng như thế này thì chuyện đầu tiên các bạn phải nhớ, ví dụ tôi học tọa chứng tọa có phong trong cảnh có bệnh cảnh lâm sàng là thận âm hư thì như vậy đầu tiên khi mô tả cái đó tôi phải mô tả cái chứng chính là tọa có phong trước, hiểu không? Nếu thận âm hư ở trong cái nùng nhỉ thì em phải mô tả cái tính chất của cái chứng nùng nhỉ trước, rồi cái thận âm hư của thận sau thì không, hiểu chưa? Trong cái can đoạn bất điện của cái bệnh lý thực chứng trong cái nhĩ u nùng nhĩ vân vân, theo kịp chưa? Thì cái đầu tiên của em mới biết là dịch vụ từ tay chứ không phải từ trong họng, kịp chưa mấy bạn ơi? Mà vì can đoạn bất điện là bệnh lý cấp mà thiên về nhiệt chứng, như vậy chứng trạng lâm sàng của nó phải thiên là dịch là nhiệt, thí dụ như là lưỡi thì riêu phải vàng, mà đây là tính chất cấp cho nên riêu vàng trời cấp mà thật mà là thật nhiệt, như vậy người sẽ bức rất nóng nảy, thậm chí phá số ớn lạnh. Tới đây thì không, tới đây thì không ạ, tới đây chưa? Chứ nếu cái can đoạn thấp nhiệt này á, nó nằm ở trong những cái bệnh lý của hầu khoa kiệt không biết là ơi, như vậy cái dịch tiến lúc bây giờ tình trạng đó là tình trạng ho khạc đàm vàng đặc đau, đúng không ạ? Đau đây nè, nhưng mà nếu mà ăn nùng nhỉ á, đau thì phải đau tai, còn khơi khơi nữa là phải đau đầu chứ không phải là đau đầu gối. Thế vậy có những cái câu mà tôi đặt ra xong mấy bạn đánh trắc nghiệm tôi vui thì mà vui vậy, vậy thì tôi dễ dàng gài cái này cái veo lên, rõ ràng tôi nói đây là cái hố thì mấy bạn sẽ nhảy xuống đây không ai xô, hiểu không? Như vậy nó mình nói là một trong những cái cách mà học bị cảnh lâm sàng trong những cái chứng, vì đâu khi điều trị bằng chứng còn tây y điều trị bằng bệnh, hiểu không? Thế vậy cho nên trong cái chứng này bệnh nhân thì gồm bao nhiêu cái chứng, chứng A, chứng B, chứng C, chứng D đó, nhưng trong chứng A, B, C, D đó các em sẽ là những người kiếm ra được cái chứng chính để điều trị, hiểu chưa? Nếu ở đây là can thận âm hư như vậy mấy bạn bắt buộc phải làm cái gì đây? Này là bệnh lý gì? Bệnh lý bệnh lý của tay. Hư thì sao? Thì là phải thì giúp tay. Chứ không phải là coi cái đầu thì là cái
phải theo kịp chưa? Như vậy khi bây giờ đánh ABC trong MCQ mà em có cái pháp trị nào nó thiên về tả thật thì bám đó chứ, đúng không? Mà thật về là thật gì? Thật gì trong ca đỡ phát triển theo kịp chưa? Còn âm hương này là hương này là gì? Hương này là nội nhiệt các em, chứ không phải ngoại nhiệt, theo kịp chưa? Cho nên ở đây người ta là vũ âm thanh nhiệt, còn cái nhiệt mà nằm bên ngoài thì người ta là thanh nhiệt tả hỏa, cũng là cái thanh nhiệt đó mấy em. Cho nên là khi học nó tôi cần mấy bạn hiểu sâu để khi các bạn hiểu rồi đánh cái nhiệm còn chuyện khó nữa. Theo kiểu chưa, thường những cái bệnh này nằm ở trên những cái bệnh lý mà nó tái đi tái lại rất là nhiều lần. Theo kiểu chưa, cho nên là đây là cái bệnh lý thận, cho nên là sau khi tôi làm cái tư âm thanh nhiệt đó thì ta sẽ bổ thận để làm mạnh các khiếu. Thiệt không? Theo kiểu chưa, nhưng nếu mà cái thận âm hơn để nằm ở sát bên, theo kiểu chưa, thì bây giờ mới là bổ thận mạnh nguyên cốt. Thế thì cô đang nói gì không các bạn ơi? Theo kiểu chưa, mấy bạn nắm được cái này thì tôi thay cái phần đi học cổ truyền á, nó chỉ còn khó ở cái chỗ phân tích bài vố bài, đúng không? Theo kiểu chưa, thật sự sau này đây là một trong những cái yếu của mấy bạn, nhưng mấy bạn cũng sợ vì sao? Tôi ra trường cũng yếu hơn mấy bạn luôn. Cho thành phẩm gì được, chứ cho bài thuốc mà tôi muốn chết thì được. Tôi muốn tả hỏa không, tôi thấy tả hỏa được. Mỗi lần mình bị tả hỏa là tả hỏa thì trốn ngay. Và cái giai đoạn đầu khi tôi mới ra trường, tôi trốn đây đi. Tại tôi thấy là nó rõ ràng. Hãy bị trùng đũa kháng sinh, mà kháng sinh thì chỉ cần gọi sắp ra nó liều thuốc thôi. Không có chuyện gì đáng nói. Ủa này cái tả hỏa, không biết diễn tả sao à? Nó làm cái gì rất là triết học, phải không? Tôi rất là triết học. Như vậy cho nên á, mấy bạn mà gặp mà học công ly mà gặp những cái ông thầy lương y mà nói hồi thì thiệt sự á, mấy bạn sẽ không còn biết được cái điểm dừng nằm đâu luôn. Có một bệnh nhân để cho năm ông lương y ra phụ luận, mình nghe là ông viêm bê mãi luôn, mình ngã học mình nghe luôn, nhưng cuối cùng nó không ông nào giống ông nào. Dù không có khả năng điều trị, theo kiểu gia, nghe cách nói không có điều chỉnh. Và hình như là khó thuyết phục những người mà ở trong giới đi. Như vậy, khi mấy bạn học bác sĩ y học cổ truyền, mà mấy bạn học cái nền y học hiện đại trước, mấy bạn không có làm được công. Ví dụ như trong cái bài ca đỡ thấp nhiệt, thì tôi nói đây là bệnh lý cấp của Tây Y, mà cũng là thực của Đông Y, theo kiểu chưa? Nhưng cái thực trên cái nền mạng thì mình làm được đó. Thực trên cái nền thân này mình làm được đó. Chứ mà hồi đó thì chưa bao giờ bị đỡ về bị mà chịu chứng cứng gái cũng hơn sốt cao, chỉ có như được rồi. Còn đến nó to giật cô em chữ lạnh gì? Theo kiểu chưa? Nó giật sùng mát vậy em nhắm đổ cái bài thuốc em vô tới đâu? Hiểu kịp chưa? Cho nên cái khả năng là không đó. Như vậy á, thì cái bài vốn này á, thì mấy bạn thấy ngoài cái vi phá điều hòa á, thì mấy bạn sẽ thấy là xài rất nhiều trong cái thận âm hơn. Nhưng riêng với cái phần mà đùng nhĩ nhĩ đinh này á, thì cái vi phá điều hòa này nó phải ra bồ công anh kim ngân khoa ké rồi vô cái được. Vâng, cô đang nói gì không? Nhưng mà bộ công an kim trung qua ké là nhựa mà da vô cái thận âm phương ở trong tỏ của ông tôi là sẽ cho mấy em điểm âm ngay chứ không phải điểm không. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì mấy bạn gặp cái khúc này là sau này năm nay là năm cuối đúng không? Năm nay là năm cuối và đây cũng là lớp y tế. Hiểu chưa? Những cái gì tôi đã cố gắng giúp mấy bạn học qua nha. Chứ nếu mấy bạn lấy cái một đề mà tôi vừa mới nộp hồi chiều hôm qua đó, nếu mấy bạn hôm qua năm nay là năm sau thi á, chết chắc, đúng không? Thế được chưa? Như vậy cho nên là cái biên chế của mấy bạn năm nay là năm cuối, vậy tôi sẽ dồn hết sức
những cái mục đề để phục vụ cho như thế sẽ xài cho cái năm này. Nhưng mà bắt đầu năm sau thì còn mục đề thi cho chủ tính trị sẽ nào hết nhiệm vụ một. Nếu mà hướng lại thì ta cắm nhận suy nghĩ đi, hiểu không? Tụi tôi cũng quản lý đề nên các bạn sẽ ví dụ như trong bài cốt này những cái gì tôi đang phân tích, tôi đang giải thích là những cái câu hỏi sạch cho những cái gì học cái gì nó tự lượng giá như cái dạng đó được chưa? Tôi dạy tôi đang chỉ cái cách học, ví dụ như cái dịch tay giữa với tính chất A B C D sau đây thường gặp trong không phải dạy cho đó. Ví dụ như những biến dạng ABC sau đây nằm trong cái bệnh cảnh lâm sàng, lâm hương gan lẫn thấp nhiệt, không các bạn ơi, được chưa? Thì đó là những cái câu mà là từ khóa được chuẩn rồi, vẫn là thận lâm hương nhưng mà của cơ xương khớp khác bệnh lý của nội lực kinh, đúng không? Khác bệnh lý của ngũ quan, đúng không thầy ơi? Và mấy bạn sẽ lấy những cái từ khóa nó đem ra để mấy bạn xài sau này nhá, chứ không phải là vô thi đâu nghe. Và đặc biệt cái đi xấu á, người ta rất là thích thú khi hỏi mấy bạn về những cái phối hợp lý trong cái thành thú. Ví dụ như cái thằng sân thù ở trong cái bệnh lý này á, theo kiểu chưa, thì nó có tác dụng khi học của truyền là A, B, C, D, E, đúng không ạ? Như còn em học cái bài một cái bài sân thù trong bài lục vị gì vậy? Bài điều trị thận lâm hư trong cái tỏa thuốc phong, em sẽ biết được là sân thù có tác dụng gì. Tới đây chưa? Cái bài về chữa trong bệnh lý này á, anh sẽ đổi từ cái chính này á, bệnh cảnh lâm sàng lục vị để nó sàng theo được chưa? Thường á, cái bệnh cao lâm hơn lâu ngày sẽ dẫn tới lâm hơn và hai cái đó nó sẽ đồng bệnh, nó đồng nguyên cho nên nó đồng bệnh theo kịp chưa? Tuy nhiên sẽ có giai đoạn chỉ xuất hiện này chưa có một kia thì anh vui trên lâm sàng có nào thì nhận đoán đó, còn nó xuất hiện cả hai thì em sẽ nhận đoán luôn can thận lâm. Tới đây kịp không? Nhìn thấy mập nhưng nó nặng nề đó em. Chứ có những người mập nhưng mà nó vẫn nhanh nhẹn, hiểu không?
Còn có những người mà được gọi đàn thấp mà tạo luôn quá quả rồi ha. Em kiểu chưa? Em chỉ thấy đi lọc mệt. Hồi đó mà thì rất khỏe cô. Tôi dạo này sao thấy người nặng nề dữ cô. Nó nặng nề dữ. Em kiểu chưa? Hoạt động không có nhanh nhẹn được. Thì mấy em sẽ mô tả tình trạng thấp ở đó. Được chưa? Nặng nề đây kệ đó. Còn cái nặng nề này nè, nặng nề ở cái vị trí bệnh. Bệnh này nằm đâu? Ở tay. Cho nên bệnh nhân nó thậm chí có những người nhức đầu mà không có nhức nhiều mà cái triệu chứng là nặng nặng đầu. Được chưa? Mà nặng hẳn cả một cái bên thì nó tay vào. Cái này là kiềm chưa? Và một số bệnh nhân sẽ mô tả với mình, bác sĩ thấy không, tôi có cảm giác như là hình như cái đầu tôi muốn nghiêng lên, không biết tại sao mà nó nặng nó nhổ một bên nè. Thôi vậy chưa? Khi nhìn tay giữa nó ra rất là nhiều. Vì các bạn? Thì các bạn sẽ ngó này. Nhưng mà đây là một trong cái điều mà có thể nè. Là một số người mà bị viêm tay giữa mãn tính với bạn. Điều trị mãn tới đâu em điều trị theo như này. Em xả cái bài này trong vòng một tuần lễ. Thôi kể chưa, em thấy bệnh nhân khác liền, khỏe liền, thấy kể chưa, dịch tay thì nó tự động thấm lại, tức là tự tự rút vô, được chưa, dịch nó đầu xanh lỏng trong, sau nó tự động hết, được chưa, và những cái người này mà điều trị cái bài này trong một thời gian, sau này khi mà có viêm cấp á, em để điều trị kháng sinh cho nó cũng rất nhanh, đáp ứng với cái điều trị cấp rất là nhanh. Đó là cái lý do tại sao mà hiện giờ đó người ta giải hiểu cho đông y điều trị một cái bệnh lý về nội quan của cái phần bệnh lý mãn tính rất là nhiều, được chưa, và nó đang mơ màng, nó tôi kêu mơ màng chứ thật là nó đang mơ tới đó. Tức là tại đại học y học cổ truyền ở Hà Nội đó, tại vì ở ngoài Hà Nội đó thì mấy tôi đã được tài trợ rất là nhiều từ cái nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển hậu truyền theo kịp chưa, thì những anh chị điều trị làm gì ở ngoài đó, nó phát tức là nó mạnh tay không có điều trị, nó nghiên cứu vậy nên nó sẽ hỗ trợ tối đa về những cái mặt thuốc thang hay cái gì á để cho nó tham gia công tác nghiên cứu khoa học rất là. Còn ở đây thì tôi đi giống như một tay một chân đây, là điều trị bài thuốc thang thì hầu như là thuốc mà mình chi một bệnh nhân chắc mạng. Hiểu không? Cái thứ hai là khi đưa vào thuốc thang điều trị thì nó đụng vô vấn đề nhất. Thuốc thang đó phải kiểm tra, phải kiểm định dược liệu tới tận vị nhỏ nhất trong bài thuốc thang đó. Được chưa? Cho nên là một trong đó là một nguyên tắc mà chúng tôi là không có ra những cái nghiên cứu lâm sàng có sức thuyết phục cho này. Làm cái điều trị trước á. Được chưa? Mỗi lần cái nào cũng ok, cái là tôi chỉ có khiều với anh ở Hà Nội cứu em mới, đây là em làm sở rồi lên. Cứ nhiều này làm tới, làm ảnh sẽ ẩm nguyên công trình đó. Để chỉ có một cách cuối cùng của tôi là đạt được gì cái lạnh á. Tôi sẽ hưởng được cái sái cuối cùng. Kết quả. Mình đưa cái lạnh cho mình, cái sái cuối, mà biết gì không? Cuối cùng sẽ ra được những cái sản phẩm. Thành phẩm á, sau đó nghiên cứu rồi, thì nó sẽ lưu hành ở trong nội bộ, tức là tại bệnh viện không có việc mãi, sau đó bắt đầu nó phát vô tới Việt Nam. Thì kiểm tra và bệnh nhân sẽ được hưởng lợi trên cái những cái điều trị đó rất là rõ ràng, được chưa? Và ở một số anh chị em xung quanh tôi là bị viêm tay giữa mạng, được chưa? Thì mỗi lần tới mùa này nó chưa có bệnh nhưng nó lo uống nước. Thì kiểm tra nó chỉ cần hơi cái nặng đầu lo uống nước, nó uống nước một số người cái sức khỏe nó vươn được và nó sẽ không có những cái cơn tái phát của cái viêm tay giữa. Được chưa? Ví dụ như trước đây không uống thì một người nam nó xuất hiện 2-3 cái đợt cắt. Được chưa? Còn bây giờ uống thì có tới 2-3 năm thì người ta mới bắt đầu xuất hiện một đợt. Và cái điều đó là quá tuyệt vời, cái dân tay nó học nữa là. Hiểu không ạ? Cái này thì tôi nói tôi ok, nhưng mà tới phần sau thì ở đây thì đây là một bài thuốc thứ hai thôi. Nhưng mà tới cái phần này thì hiện giờ đó thì ngoài kia làm nhưng mà tôi thử giá thì tôi vẫn đưa cho mấy chị coi trong những trường hợp và chỉ u quá là chú u nha, chứ phải có u mà cho u còn lại này đâu nha, quên đưa đánh thế quá. Bây giờ thì mấy anh chị đó sẽ xài cái bài không khí tán đó mấy chị theo kiểu mà
trong những cái kinh nghiệm dân gian thì hiện giờ trên sản phẩm bộ y tế thế đã có một cái thông tư hỗ trợ tối đa về hạn mục điện cho cái vấn đề của một số bệnh nhân. Alo, bây giờ mấy bạn sẽ nói các bạn có kinh nghiệm thì trước khi thắc mắc ở ngoài này thì cái câu hỏi của tôi là mấy chị thắc mắc cái gì cho mấy cái bài bây giờ thì làm ra giờ đây tại vì chúng ta sẽ cũng có cái bài ôn tập mà đi ra cái đi sáu mà ôn tập nghe thì mất tưởng nó chưa hiểu các bạn. Đi sáu sao có ôn tập không biết đó. Thầy biết con người chết à, con mua đây rồi ôn tập chắc con chết á. Thì đúng rồi, có gì đâu. Trong cái phần này đó, mấy bạn có thắc mắc gì không? Tôi đang đợi mấy bạn thắc mắc trong bài muốn kinh nghiệm. Thắc mắc kìa. Hương phụ. Để đi nghe. Rất là cảm ơn em. Riêng với cái phần mà cái phục nguyên quả quyết đó mấy bạn, thiệt sự mấy bạn ấy cô chưa bao giờ dám làm luôn. Mặc dù là sách một ghi sách là ngũ quan của Hà Nội vẫn ghi luôn và mấy anh làm luôn rồi tôi thì mới giờ trời người nói chung này nằm trên giấy. Hiện giờ đã nằm được 15 năm chưa bao giờ thử dám thử ca nào trong những trường hợp họ có chấn thương. Có thiệt chưa? Thì sự nó đã chấn thương rồi đó. Thiệt chưa? Thì nó có cái này các bạn nghe nói xài cho giai đoạn nào biết không? Hậu chấn thương có thế mà. Nghe thiệt chưa? Thì lúc bây giờ á, thì cái viêm tay giữa này nè, có biểu hiện của nó là gì mấy em biết không? Đó là tình trạng viêm tay giữa mạng. Nghe kịp không? Tức là nó không theo vi trùng mà bệnh nhân sau khi bị chấn thương bây giờ nghe nói nhiều người dân người ta cũng hỏng chắc mấy thầy nghe nói đúng không thì nó hoàn toàn được nhận thấy cái tình tay giữa đó thì không có vi trùng nhưng mà bệnh nhân có cái chấn thương đầu trong cái phần từ căn theo kiểu chân thì đa phần sẽ sợ thế này và tại Hà Nội đó thì ở cái khoa ngoại thần kinh ta xin lỗi cái khoa ngoại đúng rồi, mà thần kinh hoặc là não của nó đúng rồi, não của nó theo kiểu chân toàn bộ những bệnh nhân viêm gan gì đó mà sau chấn thương như thế này thì nó sẽ tính kỹ như học một quyền điều trị hết thì thôi là nhưng mà ở đây mà không có được hỗ trợ cứng vậy thiệt sự á và đây là một trong cái điều rất là mơ chắc mấy bạn là mơ gì đấy không cứ ngày nào đó y học cổ truyền nó phát triển mấy bạn cần đi Hà Nội đi được chưa Hà Nội được cái đó là vì lý do là sao mấy bạn tại sát trên Trung Quốc á được chưa thì ở ngoài đó thì được thấy cái hay mấy bạn là trên một cái bài họ ở cái này đây cái công ty có tiếng nói về viêm gan nhầm rất mạnh như vậy mà ở ngoài kia lại có một sự hỗ trợ rất là lớn chính phủ trong vấn đề trị thuốc y học cổ truyền và người ta rõ ràng có những cái chính sách điều chỉnh cho các những người tướng chứ bằng trung ca của nhà nước mình đang nghe thấy chưa bằng cái chế độ y học cổ truyền thuốc cấp thuốc tối đa đó được không
rõ ràng như vậy luôn. Cho nên ở ngoài mà tất cả những cái gì mà có khả năng của việc ca trị mặc dù chưa hoàn chỉnh nó sẽ cho làm được, cho nó hỗ trợ nhưng cũng tới nữa. Nó y như ở trên Trung Quốc. Trung Quốc thì dữ hơn thì y ở Việt Nam này nó chỗ. Ở bên Trung Quốc thì em con thấy y với tao vi của nó thì nó tự nhiên về y học cổ truyền nó cần 70%. Nghe không? Thì sao mấy bạn biết tại sao nó làm vậy? Mấy bạn sau này sao phải là những người làm vậy đó, đối với tại sao phải làm vậy? Tại sao Trung Quốc làm? Từ nhỏ nó không học cái chuyện của mình có à? Mình có không? Mình là dân gian thì mình học cũng từ nhỏ đâu. Hồi nhỏ mấy bạn ở dưới quê, các bạn thấy mọi người, mấy bạn cảm, mấy bạn có uống gì? Mấy bạn uống paracetamol hả? Tào lao với xạo. Lâu lâu có ngày cuối cho phát hiện tụi em nói xạo. Là người ta sẽ xong hay là đánh gió đúng không em? Người ta sẽ ăn cháo cả đúng không quý vị các bạn? Trước khi thành bác sĩ mình đã làm vậy rồi. Mà mấy em đi ra ngoài điều trị học, đi ra ngoài em sẽ thấy là ở trong dân mình á, người ta rất chuộng y học cổ truyền nha. Thiệt quá, không phải mình đi học cổ truyền mình nói gì mà lao gì đó. Có cái gì đúng không vậy? Khi nào mình tỉnh được cái bệnh nào mình sẽ chết thì nó mới qua đây. Hoặc là bây giờ đây không còn chữa nữa thì nó qua đây. Như vậy thì mình sẽ mất cái giai đoạn đầu và giai đoạn cuối đúng không? Khi người ta không muốn sử dụng đây vì sợ những cái tác dụng phụ xảy ra cho con người ta quá. Tây y thì để người ta điều trị ở giai đoạn mà người ta không còn cái cách nào, không có thời gian mà người ta muốn giải quyết nhanh. Kể cho như vậy mình đã chụp được cái giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của cái con người đúng không em? Đúng không? Cho nên khi đem coi thực tế mà được xong cái điều trị nó sẽ có cái rất là dễ sợ. Bình thường ấy, người ta có chuyện gì mình được đặt ta xài đồng ý lắm. Khi nào mà không ok mới vô tay gì đúng không? Và nếu mà tay nó không thèm làm nữa đó. Hồi nãy giờ nó không thèm làm đó. Nó nói ơ nó muốn quậy quậy nó được. Hoặc là ba mẹ nó ảnh bị đó thì sao? Em làm cho mình đi đúng không? Như vậy nếu thực sự nó không có thì tại sao người ta vẫn làm? Hình như có cái gì đó sai sai thì mình làm cũng tới nơi. Cho nên nó ra rồi rất là lâu, nó không bị mai một đi theo kiểu chân, nhưng nó không được phát triển như là họ muốn. Mọi người như vậy là không chừng cái hậu vệ mình có vấn đề gì đó trời. Mình đang không có tin và mấy anh chị đang không tình. Theo kịch ra. Nhưng bây giờ tôi nói bằng cái bản thân của tôi cho mấy chị nghe. Trước đây khi tôi làm này, tôi là bằng cái thời gian gì tôi bị ép. Ôi, chỗ đó vậy mà nó đâu được học 6 năm như thế vậy. Nhưng bây giờ tôi phát hiện là đỉnh giọng của cô. Tôi thấy mấy chị học 6 năm hình như không bằng tôi. Khi chị đẩy qua tay đây, cái tư động tạo cái chỗ đứng, tự động kiếm kiến thức